Hôm nay chúng tôi hân hạnh được trình chiếu một trong những bài thuyết giảng sâu sắc với tựa đề Hãy luôn cố nhớ Thượng Đế, phần 1 của 6 phần trên giữa thầy và trò, được giảng bằng tiếng Anh vào ngày 31 tháng 3 năm 2012 tại Pháp. Rồi, quý vị khỏe chứ? Khỏe hả? Dạ khỏe. Mấy người cũ thiền tốt không? Dạ tốt. Mấy người mới thiền tốt không? Dạ tốt. Mỗi ngày lại có thêm người mới, nhưng sao hôm nay lại có nhiều người ở bên ngoài thế? Họ đều đến vào hôm kia. Hôm kia à? Dạ vâng. Cả sân đầy người. Tôi nghĩ hôm nay họ không đến đông như vậy, làm sao mà người cũ lại đông thế? Họ nhân giống như Chúa Giêsu làm hay? Bởi vì hôm nay không có nhiều người đến. Bao nhiêu người? 130. Dạ vâng, được. Vậy cứ coi như là chỉ có 130 người ở bên ngoài thôi. Bởi vì quý vị thấy không? Chật ních. Không chỉ có 130 người ở ngoài phải không? Khoảng 1.000 người bên ngoài. Quý vị thấy họ chứ? Họ ngồi khắp nơi phải không? Ngay cả trên lối đi cũng có. Ngồi đầy hiên và sân. Làm sao có thể như vậy? Vì hôm qua chúng ta vẫn ổn. Hôm nay lại chỉ có 130 người đến, mà cả sân đều chật ních người. Dạ, sự gia trì. Tôi không hiểu toán học. Sự gia trì. Sự gia trì của quý vị. Thôi không sao, chúng ta chỉ đến và ngồi thôi phải không? Cứ nói với họ, chúng tôi chỉ ngồi thôi, còn làm gì nữa đâu. Ngay cả nếu họ nghi ngờ sự thành thật của chúng ta, thì hãy hỏi họ, còn chỗ nào để chúng tôi ngủ nữa đâu. Nếu các ông không tin, thì chỉ cho chúng tôi xem có chỗ nào để nằm không. Thậm chí đi lại cũng đã khó rồi, phải không? Chỗ duy nhất mà họ không ngồi lên đó là lối đi. Tất cả các gốc cây tội nghiệp đều bị chiếm hết. Những cái cây. Cây. Mỗi người một cây. Nếu không thế này, thì tất cả cây cối cũng đều rất ngạc nhiên. Sao mọi người tự nhiên lại đến và ôm tôi mỗi ngày như thế này? Điều này chưa bao giờ xảy ra cả. Ôm dựa lưng, đặt chân hay gác tay lên cây. Mọi người ở đây thật là thân thiện. Thân thiện với môi trường. Yêu cây, hay, hay. Quý vị không thể nói là chúng tôi chỉ nói suông, phải không? Chúng tôi yêu cây, phải không? Quý vị có thể ra ngoài và chụp hình làm bằng chứng. Mọi người đều rất yêu cây. Không một cây nào là không bị chiếm. Chúng ta có đủ cây. Lần tới chúng ta không cần trung tâm. Chúng ta chỉ cần đi vào rừng. Ở đó có rất nhiều cây. Một người đều có một cây và ai cũng vui vẻ hết. Hôm nay tất cả cây cối đều rất ngạc nhiên. Dù sao đi nữa, tôi đang nói gì vậy? Tóc tôi cứ bay tứ tung, giống như tôi đi khắp nơi vậy. Tôi không hiểu làm sao 130 lại biến thành hàng trăm ngoài kia. Quý vị có thể giải thích cho tôi không? Quý vị có chắc không? Thưa sư phụ, có nhiều người đã về rồi. Họ đi ra khách sạn và ngôi nhà kia. Và rồi họ được nói là họ có thể quay trở lại. Ồ, được, thì ra là vậy. Hôm qua tôi nghe nói rằng họ đi đến một ngôi nhà lớn ở đâu đó, hoặc khách sạn, nên tôi nói họ có thể trở lại và gặp tôi lần cuối trước khi đi. Chắc là họ thích vậy, phải không? Hay cứ ở trong khách sạn như vậy thích hơn? Không ạ. Họ muốn trở lại, tôi không biết. Ở đó có nhiều phòng tắm hơn. Nhưng quý vị vẫn ổn chứ? Dạ, thưa sư phụ. Ý tôi là dù sao quý vị cũng không chết, phải không? Dạ, không.
Tôi thật tình xin lỗi. Ý tôi là làm sao đây khi quá nhiều người đợi trước khi phòng tắm, quý vị ổn chứ? Dạ vâng. Lần tới quý vị chỉ cần mang theo cái xô hay cái gì đó mang thì quý vị sẽ không phải đợi quá lâu. Ở đây quý vị ăn mấy bữa? Họ cho quý vị ăn mấy bữa? Dạ hai. Một ngày hai bữa. Vâng ạ, à, ý tôi là chỉ đúng hai bữa thôi ạ. À. Dạ không. Giữa hai bữa đó không có. Dạ có. Dạ có, như vậy không chỉ có hai bữa mà là ba, bốn. Bốn bữa. Dạ. Có cảm giác như là bốn. Có cảm giác hay thật sự là bốn bữa. Như vậy tốt. Chúa ơi, quý vị vốn không nên ăn nhiều như vậy. Còn về những chuyện sống bằng không khí và... Sau này, thưa sư phụ, tôi nói quý vị hay, quý vị thậm chí không thể thở nếu ăn quá nhiều. Nói chi đến sống bằng không khí. Thật hổ thẹn. Quý vị vui chứ? Dạ. Nhưng ăn nhiều như vậy vẫn thiền được chứ? Ít ra là quý vị vui. Tôi thấy quý vị ai cũng cười, tôi không thấy ai khóc hay than phiền gì. Nên đây là một đoàn thể vui vẻ. Cho dù nó như thế nào. Và thức ăn ngon chứ? Dạ. Ngon phải không? Dạ. Ngay cả nếu không ngon, đông người như vậy thì vẫn có cảm giác ngon bởi vì người này ảnh hưởng người kia. Đông người, không ai quan tâm đến khẩu vị, chỉ cần có cái gì đó để cho vào miệng là ô, ngon quá. Và rồi nó truyền qua những người khác và mọi người đều thấy ngon. Không chỉ có vậy, mà là họ nấu với tình thương. Dạ phải, và cũng vì quý vị vui vẻ. Quý vị ở bên nhau, quý vị ăn, bởi vì quý vị nói chuyện với nhau, quý vị nhìn nhau và... Quý vị ăn bởi vì nếu như không ăn thì người khác cũng sẽ ăn hết, cho nên không có thời gian để mà nghĩ xem ngon hay không, chỉ cần nhanh chân, nhanh tay. Đó là bí quyết, phải không? Tôi đùa thôi, đừng giận nhé. Nhưng đó là sự thật, phải không? Không, tôi đùa thôi. Tôi chỉ đùa thôi. Quý vị muốn ăn bao nhiêu thì ăn nhé. Ngay cả nếu quý vị không ngồi thiền tốt ở đây, quý vị vẫn ngồi thiền mỗi ngày ở nhà, đúng không? Dạ. Quý vị là những em bé ngoan, đúng không? Dạ. Tôi biết quý vị thiền ở trung tâm và đại loại như vậy, phải không? Và ở đây quý vị thiền với cây. Tôi đi ngang qua và thấy, oh, may mà mấy cái cây cũng to chừng này rồi. Nói quý vị hay, bởi vì mấy cái cây vẫn còn nhỏ, chúng mới lớn hay còn non. Chứ không thì tôi chắc là không chỉ có một người mắc võng nằm trên đó. Họ sẽ mắc bên trái, bên phải, bên dưới, bên trên. Và rồi chúng ta phải xây nhà trên cây để... Rồi một số người cũng sẽ leo lên và ngồi thiền trên đó. Tôi có thể làm gì với quý vị đây? Mỗi khi quý vị đến, thấy tôi hàng trăm hàng chục lần rồi, mà cứ như chưa gặp lần nào, vẫn cứ như tuần trăng mật hay gì đó, cười ngoác tận mang tai như thế, chỉ để nhìn tôi trong ngày một già đi. Tôi có gì mới đâu, mà lại thích đến gặp tôi như vậy chứ. Ở nhà cũng có thể nhìn thấy tôi mà, quý vị biết điều đó phải không? Ý tôi là ít nhất một số quý vị. Và quý vị nói với người khác, ồ, sư phụ đã ở nhà tôi hôm qua đó phải không? Sao mà phải mất công đến đây? Tôi không hiểu tại sao là như vậy. Một người trong quý vị nói tôi nghe nào, cho tôi một lý do hợp lý tại sao quý vị đến đây. Ngoài thức ăn ngon nhé. Chúng con cảm thấy được gia trì nhiều, thưa sư phụ. Quý vị cảm thấy được gia trì. Ở nhà quý vị không thấy được gia trì ạ. À? Thế vị minh sư vô sở bất tại thì sao? Con cảm thấy được gia trì rất rất nhiều, thưa sư phụ. Chỉ cần ở gần bên Ngài, sự hiện diện của Ngài luôn làm con cảm thấy rất hạnh phúc. Cảm ơn Ngài rất nhiều rằng con có thể ở lại lâu hơn. Sư phụ bên trong tốt hơn chứ, không la mắng ai bao giờ hết.
Khi cầu đến là xuất hiện. Sư phụ bên ngoài có khi đến, có khi lại không. Ồ, con biết điều đó thưa sư phụ, rằng sư phụ bên trong cũng giúp đỡ, và con cũng rất hay được giúp đỡ. Con biết điều đó, vậy à, con rất tri ân về điều đó, vậy à, dạ. Cũng còn thích sư phụ bên ngoài ạ. Con vẫn thương sư phụ rất nhiều, tôi không biết, cơ ngà, thật sự không biết. Một vài người nói với ta rằng, họ thích sư phụ bên trong, không thích sư phụ bên ngoài. Con yêu cả hai. Con yêu cả hai. Được rồi, được rồi. Người tiếp theo. Ừ, nói tôi nghe. Con rất thích bầu không khí ở đây. Con đã ở đây hồi tháng 1. Và thật là con cảm thấy rất thoải mái. Rất thoải mái à. Dạ, và chỉ là ở đây Ngài cho chúng con quá nhiều. Ngài thấy đấy. Không ai có thể mua được điều này bằng tiền. Cái mà Ngài cho ở đây. Tôi cho quý vị cái gì? Mọi thứ, ngồi khắp nơi trên sàn, trung tâm này, bầu không khí này, khung cảnh này, đây là một nơi tốt, trung tâm này tốt, dạ, tốt. Và lý do chúng ta ở đây, bởi vì ngay cả vào mùa đông, thời tiết vẫn rất ôn hòa, không quá lạnh, cho nên quý vị không phải mang cả tủ quần áo đến đây. Quý vị đã mang nhiều thứ lắm rồi, ngay cả vào mùa hè. Nói thế nào nhỉ? Tất cả những trang thiết bị của quý vị, như ghế thiền và đủ thứ. Và nếu đó là mùa hè trời lạnh như ở Phần Lan hay đâu đó, thì chúng ta sẽ không còn chỗ để ngồi. Chúng ta chỉ có chỗ cho quần áo, áo khoác đông và đủ thứ. Tháng 1, quý vị đến đây và cảm thấy dễ chịu ạ. Vâng, rất dễ chịu, tốt. Bây giờ mọi người có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ có lần này tôi mới ở đây, thường thì tôi không có ở đây. Nhưng quý vị luôn được chào đón. Đây là nhà của quý vị. Được chứ? Vâng ạ. Cảm ơn sư phụ rất nhiều. Vậy bây giờ quý vị cũng cảm thấy dễ chịu chứ, phải không? Dạ. Hồi tháng 1, quý vị đến có bao nhiêu người? 20 à? Khoảng 15 hay 20, thậm chí còn tuyệt hơn ha. Chúng con đã đón năm mới ở đây. Và thật sự rất tuyệt. Ừ, nếu chỉ có 15 người, tôi cũng sẽ cảm thấy rất tuyệt. Ở đây tôi phải lẻn vào nhà, đóng cửa thật nhẹ, nếu không chó sẽ báo động cho mọi người. Sư phụ đang ở đây, sư phụ ở đây. Và rồi tất cả họ đều đổ xô đến nhìn. Nhưng 15 người như vậy thật tuyệt. Giống như nhà của mình, mỗi người một phòng, hoặc có thể một người có đến hai phòng, đúng không? 15 người chắc hẳn là rất tuyệt. Khi lần đầu tiên tôi đến đây, nhóm đầu tiên cũng chỉ khoảng 80 mấy người thôi, nhóm đầu tiên, ngày đầu tiên. Rất là tuyệt. Các câu hỏi của họ đều ngắn gọn, thông minh, và thường đi thẳng vào vấn đề. Nghe nhẹ nhàng hơn một chút. Tiếng Pháp họ nói nhẹ. Người nào nữa? Một lý do tốt tại sao đến đây? Ý tôi là được đến đây vì trung tâm thì được, nhưng quý vị đến đây vì tôi, hiển nhiên rồi. Vì nếu chỉ đến đây vì trung tâm, tôi không nghĩ là quý vị sẽ đến đông vậy. Phải không? Tại sao vậy? Tại sao, tại sao, tại sao, tại sao? Đây, bên này, diễn đạt ý mình nào. Express yourself. Tell me. Nói tôi nghe, kính chào sư phụ, chào. Mỗi khi con đến, con có được ít nhiều sự gia trì ở đây. Con hiểu rất nhiều điều về tu hành. Đôi lúc con phải im lặng, nhưng đôi khi nói chuyện với người khác, con liễu ngộ được nhiều điều cần thiết về trí huệ. Được, nhưng ở nhà không à? Ý ta là ở trung tâm quý vị không như vậy à? Đó là một cặp bầu không khí đặc biệt, khác ha. Năng lượng của nó đặc biệt và lý do con đến đây tốt, tốt. Trước hết là vì chúng con phải gặp Ngài và chúng con muốn một phần thôi, phải không? Ồ, tùy. Được, thật tuyệt vời, thưa sư phụ. Không sao, không sao. Đó là lý do mà khi ở đây, chúng ta không nên mang theo
mấy chuyện thế tục và chỉ tập trung nhiều hơn vào việc tu hành, thậm chí là những câu hỏi tâm linh, chia sẻ sự hiểu biết tâm linh hay thể nghiệm để giữ cho bầu không khí luôn được thanh khiết và thăng hoa. Vậy nên đôi khi họ hỏi không đâu, tôi thật sự hơi khó chịu. Chỉ cần chia sẻ những tin tốt lành, chuyện vui và những điều khẳng định để giữ cho trung tâm này luôn luôn thăng hoa. Khi quý vị đến đây, làm ơn hãy chỉ chú tâm vào thiền định. Ý tôi là tất cả chúng ta đều có vấn đề và tôi biết điều đó, chỉ là hãy quên chúng đi trong vài ngày. Kính chào Sư Phụ, con chỉ muốn cảm ơn Ngài về tình thương vô vị kỷ, tình thương vô điều kiện và sự hy sinh của Ngài. Con là đồng tu mới, con vừa đến Tây Hồ hồi tháng 3 và con có thể cảm nhận được cả bầu không khí tràn ngập tình thương vô vị kỷ của Ngài. Và tất cả chúng con đều chỉ tập trung vào thiền định, quán tưởng Thượng Đế 16 tiếng một ngày. Khi rời khỏi Tây Hồ, chúng con đã thật sự nghĩ rằng mình như là đã bị rớt xuống khỏi thiên đàng. Thật vậy, chúng con đã nhớ Tây Hồ ngay giây phút bước ra khỏi đó, vậy nên dĩ nhiên lý do chính của con đến đây là để gặp Ngài và để thật sự cảm ơn Ngài từ tận đáy lòng của con. Thưa Sư Phụ, cảm ơn Ngài rất nhiều. Không có chi, không có chi. Cảm ơn Sư Phụ. Quý vị luôn có thể đến Tây Hồ nếu muốn. Đó là ngôi nhà khác. Ngôi nhà khác của quý vị. Quý vị có rất nhiều nhà khắp thế giới. Quý vị luôn được hoan nghênh đến thăm chúng. Tây Hồ có rất nhiều cục bế quan lớn. Và hàng ngàn người đến đó mỗi tuần. Đôi khi 10.000 người. Cho nên từ trường rất mạnh. Và giờ đây chúng ta cũng có cổng thiên đàng và đủ thứ, cho nên rất tuyệt. Còn ai nữa? Được. Con chỉ muốn nói được gặp Ngài là giấc mơ trở thành hiện thực của con. Ồ, thật vậy à, trước đây con chưa từng gặp tôi sao? Dạ chưa, đây là lần đầu tiên, đêm nào con cũng gặp Sư Phụ. Con nhìn ngắm pháp tướng của Ngài mỗi tối trước khi đi ngủ và không thể tin nổi là bây giờ con được tận mắt nhìn thấy Ngài. Tôi trông vẫn vậy, phải không? Không ạ, đẹp hơn thưa Sư Phụ. Ồ, thật à. Chà, thật tuyệt khi nghe điều này, như vậy tôi nên xuất hiện thường xuyên hơn. Dạ phải. Cảm ơn cô, cảm ơn Sư Phụ. Cô từ đâu đến? Con đến từ Nam Phi. Chà, xa vậy à? Giống như cô nàng ngồi trên kia. Nghe này, cô không cần phải chuyển nhà nếu cô không muốn. Tôi chỉ nói với cô vậy thôi, được chứ? Và nhân tiện đây, nếu cô chuyển đi, thì đừng chuyển đến nhà lớn hơn. Nhà càng lớn, cô càng cảm thấy cô đơn. Bản thân tôi không thích nhà lớn. Đồ vật rải khắp nơi. Tôi nói với quý vị rồi, họ đã sắp xếp cho tôi một căn nhà gần đây. Tôi nghĩ bây giờ quý vị đang dùng nó. Phòng tắm còn lớn hơn nơi tôi đang ở bây giờ. Nhưng tôi thật sự không cảm thấy có gì đặc biệt. Chỉ là có thêm chút không gian đi lại. Tôi không thể tìm thấy đồ đạc của mình bởi vì cái thì chỗ này, cái thì chỗ kia. Tôi thích chỗ nhỏ như vậy, tôi có thể nhanh chóng tìm thấy mọi thứ. Vì tôi cần phải làm việc và đi lại nên tôi không thể chỉ quanh quẩn đi từ phòng này sang phòng khác. Trong phòng nhỏ, quý vị thiền tốt hơn, tập trung hơn. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ nhiều vị minh sư hay đạo sĩ yoga xưa và nay, họ ngồi trong hang động và những chỗ như vậy, không phải vì họ không có nhà hay họ không có đền thờ, nhưng như vậy sẽ cảm thấy tập trung hơn, ít phân tâm hơn, và mọi đồ đạc đều nằm trong tầm tay của mình. Quý vị thử xem. Hầu hết mọi người trên thế giới, họ đo lường sự thành công của quý vị hoặc thành công của họ qua nhà cao cửa rộng, nói sao nhỉ? Nội thất hay ngoại thất của căn nhà đó lộng lẫy ra sao? Tôi nghĩ đó là một sai lầm lớn, một sai lầm thật sự lớn, bởi vì họ không biết sống một cuộc sống đơn giản là như thế nào.
chỉ một căn phòng nhỏ và mọi thứ ở chung quanh quý vị. Quý vị thật sự không cần nhiều như vậy. Đương nhiên tôi cũng cần một vài bộ quần áo để mặc khi đi ra ngoài cho giống mọi người khác, chỉ là để hòa nhập mà thôi. Còn không, thật ra quý vị thậm chí không cần nhiều quần áo, chỉ 2-3 bộ quần áo để tắm rửa thay đổi, và quý vị chỉ cần những thứ thiết yếu. Nhà bếp của tôi cũng chỉ rộng bằng cái bàn này, bếp điện với 2 lò nấu nhỏ, rồi một vài có một lò nướng nhỏ đã có sẵn ở đó nên tôi dùng, và nước ở bên cạnh. Đó là tất cả những gì quý vị cần. Một ấm đun nước nữa. Thật sự đó là tất cả những gì quý vị cần, và một chiếc tủ lạnh nhỏ nếu quý vị thật sự cần. Tất cả đồ trang điểm quý vị để trong nhà tắm, tất cả quần áo treo trong tủ tường ở phòng khách, và tất cả những gì quý vị cần chỉ là một bộ ghế sofa hay chiếc giường nhỏ và một cái bàn kê trước giường. Còn quý vị ăn bên bồn rửa bát giống như những người độc thân. Tôi làm vậy, nhưng tôi có một chiếc bàn nhỏ cạnh bếp. Căn phòng khoảng 16 mét vuông, hiểu không? Hãy tưởng tượng mọi thứ ở đó được sắp xếp thế nào, rất gọn gàng. Thật tuyệt vời. Tôi có phòng tắm trong phòng ngủ, cùng với nhà vệ sinh ở đó. Tôi thật sự không thiếu thứ gì. Ở đó tôi thấy thật thoải mái, ngay cả nếu quý vị đổi chiếc phòng đó thành khách sạn này, tôi cũng sẽ không lấy. Tôi không muốn ở trong khách sạn này thay vì căn phòng đó. Tôi thích căn phòng đó hơn. Và căn nhà trên núi cũng nhỏ, nhưng lớn hơn căn phòng đó một chút. Phải, không sao, chỉ lớn hơn một chút thôi. Nhưng tôi không nghĩ rằng căn nhà lớn hơn sẽ làm quý vị vui hơn. Hãy thử xem, nếu quý vị nghĩ rằng bây giờ quý vị làm việc vất vả ở bên ngoài vì quý vị muốn tiếp tục trả tiền về thế chấp cho căn nhà, hay muốn trả bảo hiểm cho căn nhà, hay bất cứ chi phí nào khác cho căn nhà, thuế nhà và mọi thứ, thì hãy thử một căn nhà nhỏ hơn. Dĩ nhiên, khi có con cái thì quý vị cần 2-3-4 phòng ngủ. Sau này con cái trưởng thành, quý vị sẽ bán căn nhà đó và mua căn nhà nhỏ hơn và xem quý vị vui vẻ ra sao. Thật vậy. Có lẽ tôi sai, tôi không biết. Nói, tôi biết khi quý vị có kinh nghiệm đó, được chứ. Căn nhà càng nhỏ thì càng tốt. Giống như nhà của tôi, 16 mét vuông là tốt nhất. Bởi vì quý vị có thể tìm thấy mọi thứ mình cần, chỉ một cái tủ tường. Loại làm sẵn bán ở siêu thị, quý vị đi mua và mang về nhà để đó và treo quần áo vào, thế là xong. Và nếu quý vị cần thêm gì nữa thì một tủ có loại ngăn kéo để đựng đồ về thôi, và một cái bàn nhỏ, một chiếc ghế sofa hay một chiếc giường nhỏ. Quý vị còn cần gì nữa? Nếu quý vị muốn nấu ăn thì sắm thêm một vài cái nồi. Nếu quý vị không nấu thì thậm chí không cần nồi. Ăn sống, ăn thức ăn không nấu, phải, và nếu sống bằng không khí, thì quý vị chẳng cần gì. Chỗ bếp có thể thêm một góc thiền nữa. Thật sự, quý vị cảm thấy rất mãn túc. Nếu quý vị không phải chăm chút quá nhiều cho căn nhà, và đặc biệt là tiền thuế hay khoản vay thế chấp cho căn nhà và mọi thứ, rất khó kiếm một căn nhà nhỏ như vậy. Quý vị phải xây hoặc nó vốn sẵn có rồi, như là đôi khi ở trang trại, vùng quê hay nông dân trước kia. Họ có những căn nhà nhỏ như vậy để cất dụng cụ làm việc. Quý vị phải sửa sang lại, biến nó thành chiếc hang đẹp để thiền. Quý vị vào căn nhà lớn, không gian lớn, quý vị không nghe thấy nhiều, hiểu không? Hiểu không? Tôi không hiểu tại sao cô cứ bám víu vào căn nhà của mình. Thưa sư phụ, con cũng kinh doanh tại nhà. Được, tôi hiểu. Nhưng cô có thể, cô không, người ta cũng đến đó à? Dạ, hiểu. Thế thì cô cần 2 phòng. Hay giống như nhà của tôi có lầu trên và lầu dưới. Tốt hơn là thuê một nơi khác để làm việc và rồi về nhà, hoàn toàn cắt đứt với công việc.
Như vậy cô có thể nhanh chóng thoát khỏi sự căng thẳng và mọi thứ, bởi vì cô cứ làm việc tại nhà. Cô nghĩ rằng thuận tiện, nhưng như vậy không thư thái chút nào. Thật sự là như vậy. Trừ phi cô có con nhỏ và cô phải làm việc ở nhà, công việc khác thì lại là chuyện khác. Nhưng vì công việc mà cô luôn đến cùng một phòng, trong một căn nhà, thì bầu không khí lại khác hẳn. Thảo nào cô không thể thiền được. Và người khác, như vị sư tỷ người Hàn Quốc trước đó, cô ta hỏi tôi tại sao cô ta ngồi và có quá nhiều tạp niệm nên không thể thiền tốt. Cô phải làm việc thêm, hãy ra ngoài làm việc rồi về nhà thiền. Hoặc nếu không thích làm việc, cô có thể làm tình nguyện viên. Hãy ra khỏi căn nhà và trở về, rồi cô sẽ biết trân quý nó. Đừng làm mọi việc ở nhà, rồi làm đảo lộn ngôi chùa của mình. Chỉ cần có một căn nhà nhỏ, nếu cô cần làm việc thì hãy thuê một văn phòng lớn hơn, chỉ để cho khách hàng thấy có uy tín. Nếu cô có thể tránh được, thì đừng làm việc ở nhà. Nhưng một số người vì họ có con nhỏ, họ phải làm việc ở nhà. Phải làm việc với máy vi tính và mọi thứ, vậy thì hãy dành một phòng. Lớn hay nhỏ, chỉ vậy thôi. Rồi sau vài giờ cô khóa căn phòng đó lại và quên đi chìa khóa cho đến ngày mai. Nếu không, cô sẽ không bao giờ... Giống như tôi trước kia, bất kể đi đến đâu, tôi luôn phải làm việc tại nhà. Bởi vì có nhiều tài liệu và việc này việc kia, tôi không thể thuê một chỗ khác để đi đến đó làm việc. May cho tôi nếu tôi có sẵn một nơi làm việc với mạng Internet và mọi thứ, bởi vì khi đi đến nơi khác không có mạng Internet thì gặp rất nhiều phiền phức. Luôn làm việc tại nhà thì không tốt lắm, nhất là nếu nhà của tôi bé như vậy. Thế nên hãy cố gắng, nếu cô không có phòng riêng thì hãy dành một góc để làm việc và đừng đến đó khi cô không làm việc. Khi xong việc, cô tắt máy vi tính và dọn dẹp mọi thứ, đặt tấm bình phong ngăn ở đó, rồi quên nó đi. Tốt hơn là cô nên thư giãn đầu óc của mình, hiểu không? Và dành một góc để thiền nếu có. Thậm chí cô không cần phải có phòng, chỉ cần một góc đặc biệt là đủ. Ở đó cô biết rằng mình tới đó chỉ để thiền. Đôi khi tôi không có sự xa hoa này, nhưng tôi khuyên quý vị làm vậy, hiểu được. Còn gì nữa không? Con cũng tham gia bế quan lần đầu, và cũng là lần đầu tiên con gặp được Ngài. Con đến từ Úc. Được rồi sao? Cô cảm thấy thoải mái. Lần đầu tiên ở đây bế quan. Tôi cũng vậy. Lần đầu tiên tôi gặp cô. Hoan nghênh quý vị trở về nhà. Cảm ơn sư phụ. Cô cảm thấy thế nào? Cảm thấy tốt không? Dạ, hơi choáng ngợp. Có quá nhiều người xung quanh. Quý vị đừng lấn át cô ta nhé. Đừng xuất hiện trước mặt cô ta. Đừng nhìn họ. Đừng nhìn họ. Đừng nói chuyện với họ. Hãy ở một mình, được chứ? Ở đây dù sao thông thường họ cũng bị cấm nói chuyện nên họ sẽ không làm phiền cô. Không phải là cấm mà là khuyên giữ im lặng để họ có thể giữ lại tất cả sự giá trị mà họ có, rồi mang về nhà dùng dần. Bởi vì khi chúng ta nói chuyện với người khác, nhìn những thứ khác, nhìn xung quanh, chúng ta cũng mất đi năng lượng của mình. Thậm chí đôi khi nếu chỉ nghĩ về ai đó trong gia đình và người đó có thể ở cách xa hàng ngàn dặm, quý vị vẫn có thể bị tổn thương do nghĩ về người đó. Tốt hơn là chỉ luôn nghĩ về hồng danh thì quý vị sẽ được bảo vệ, nhưng tôi không thể luôn làm vậy. Quý vị hiểu không? Tôi làm vậy, nhưng rồi trong lúc đó tôi luôn nghĩ về việc khác phải làm. Tương tự như với gia đình quý vị có con cái và bổn phận. Quý vị không thể luôn bỏ mặc chúng. Hay quý vị quen biết ai đó, người yêu hay ai đó, và đôi khi quý vị nghĩ về họ, thì lập tức nghiệp chướng dính vào quý vị. Thế nên đôi khi quý vị nghĩ tại sao mình gặp tai nạn này? Tại sao điều này, điều kia xảy ra với mình? Nó xảy ra vì một số lý do. Có lẽ quý vị nghĩ quá nhiều về ai đó hay sự việc nào đó trước kia. Hoặc có lẽ nghiệp chướng từ quá khứ đuổi theo quý vị.
trên thế giới này không có gì là ngẫu nhiên cả. Hãy luôn cố gắng tập trung vào mắt trí huệ và niệm hồng danh, đặc biệt là ở đây. Thế nên khi quý vị về nhà, lực gia trì đầy ắp, đầy túi và quý vị có thể dùng dần. Choáng ngợp phải không? Quá nhiều người. Cô đến một mình à? Cô không con đến với năm người. Năm người Úc ngồi chỗ nào? Hãy bảo vệ cô ta, bao bọc cô ta. Nếu cô cần gì thì hỏi họ. Quý vị chăm sóc cho cô ta nhé. Quãng đường còn dài. Anh ấy làm vậy được cả quãng đường dài từ nhà. Và nếu cô cần gì thì đi đến văn phòng hỏi. Cái cô ở phía sau, thưa sư phụ, con có thể nghiệm tốt hơn vậy ạ? Dạ, đó là lý do cô đến đây. Dạ, hôm qua khi con ngồi dưới nắng, con ngồi và con nhìn mặt trời như Ngài đã bảo chúng con làm. Con nói chuyện với mặt trời như là xin hãy gia trì cho tôi. Rồi ngay sau đó con có thấy thể nghiệm, con cảm thấy rất tốt, rất gần với Thượng Đế. Ồ, tốt. Cô có cảm ơn vị thần mặt trời không? Dạ có, tốt, cô bé ngoan. Dạ, rất lâu rồi. Thật khó có thể nghiệm như vậy, nhưng ở đây rất dễ. Và lần trước khi con ở trung tâm về, con cảm thấy rất gần với Thượng Đế. Như thể con có thể làm mọi việc. Như là hy sinh bản thân vì Thượng Đế, con cảm thấy rất thoải mái. Thấy không? Tôi nói rồi mà. Dạ, cảm ơn sư phụ. Trung tâm này ngày càng trở nên tốt hơn. Có nhiều cổng thiên đàng, đường thiên đàng, cổng gia trì và tuyến gia trì. Cho nên ở đây cô cảm thấy dễ chịu hơn. Chúng ta đang cố gắng trải rộng để nơi nào cũng có cổng thiên đàng. Ngay cả khách sạn Áo bây giờ cũng có. Cổng à? Cổng, phải. Miêu Lý có và trung tâm Đài Nam có. Nhà gỗ ở Nhật mà tôi mua cho họ, bây giờ cũng có. Tất nhiên không phải ở đâu cũng có. Số lượng tương tự nhưng có một số. Và có lẽ đang ngày càng có nhiều hơn. Anh chàng này. Xin chào tất cả. Chào tất cả. Con phải nói kỳ bế quan này là giấc mơ của con từ vài năm trước. Anh đã mơ về điều này rồi. Dạ. Ở đây thật sự rất tuyệt. Như vậy đó. Trong giấc mơ của anh cũng như vậy. Tốt, tôi mừng là chúng tôi không làm anh vỡ mộng. Enjoy. Cứ vui hưởng. Tiếng Anh của con không được tốt. Không đâu, chúng tôi đều hiểu rất tốt. Con có một câu hỏi nữa. Được. Saman giáo của châu Mỹ và châu Phi làm việc con số với con số. Làm việc với những con số. Dịch đi. Saman giáo của châu Phi ở đẳng cấp nào? Họ làm việc ở đẳng cấp nào? Cái này tùy thuộc vào từng người, phải không? Phần lớn là đẳng cấp thứ hai, hoặc Atula. Họ phải làm phép thuật, chữa bệnh này nọ. Đẳng cấp Atula hoặc thứ hai, nhưng đôi khi cá nhân, một người có thể cao hơn, hiểu không? Không phải tất cả họ đều như vậy. Dạ, cảm ơn sư phụ. Không có chi. Còn gì nữa không? Dạ không. Được, tốt. Hãy vui hưởng giấc mơ thành hiện thực của anh. Kính chào sư phụ. Cô người Sri Lanka. Thưa sư phụ, liên quan đến tuyến gia trì và tuyến gia trì tâm linh, con có một câu hỏi. Chúng có nhất thiết ở trên mặt đất không? Hay chúng có thể nằm trên bê tông? Không. Không cứ trên mặt đất, bất cứ nơi đâu. Có khi trên mặt đất, có khi cao hơn. Tôi đã nói với quý vị rồi. Sư phụ, con chỉ muốn nói đôi điều. Chị con có em bé, và mỗi khi con nhìn cháu, thì cháu nhìn đâu đó, không phải nhìn con rồi cười. Con luôn nghĩ cháu đang nhìn sư phụ, bởi vậy cháu mới cười nhiều như thế. Làm sao cô biết được? Con không biết.
Bởi vì con nhớ trong một buổi thuyết pháp, sư phụ nói rằng trẻ em có thể thấy Thượng Đế cho đến khi chúng 4 tuổi. Phải. Cho nên con nghĩ chắc là các em có thể thấy Thượng Đế. Các em có nhiều sự câu thông hơn. Chắc cháu nhìn sư phụ và cười. Nếu dưới 4 tuổi thì có nhiều khả năng là các em vẫn còn tiếp xúc với thiên đàng vui vẻ. Kính thưa sư phụ, Ngài hỏi chúng con tại sao chúng con muốn đến gặp Ngài nhiều vậy? Chỉ là cảm giác của bản thân con. Mỗi khi con ở bên Ngài, con luôn kính phục, vui mừng và cảm thấy như một đứa trẻ. Con cảm thấy thật tinh khiết khi ở bên Ngài, bởi vì tình thương của Ngài thật bao la. Nó luôn tác động đến con. Quả thật là chà, thật không thể tin nổi. Đầu óc thật ra còn giống như một đứa trẻ. Tốt. Và đó là lý do tại sao con thật sự muốn đến tham dự tất cả các kỳ bế quan. Không phải vì tất cả những chàng trai tuấn tú sao dạ không, con thậm chí không thấy họ. Không, cô hoàn toàn không thấy họ. Không phải tiếc người của cô. Không, sư phụ, con chỉ thấy Ngài. Đôi chân nhỏ bé dễ thương của Ngài, khuôn mặt xinh đẹp của Ngài. Chỉ có Ngài thôi. Ok, cảm ơn cô, cảm ơn cô. Vậy nên con cảm ơn Ngài rất nhiều về cơ hội này. Về tất cả các cơ hội trong những năm qua, thưa sư phụ. Được rồi, cảm ơn sư phụ. Nếu cô nói như vậy với bất cứ chàng trai nào, làm sao tất cả các chàng trai có thể rời bỏ cô được? Tôi không hiểu điều này. Hãy nói với họ như cô vừa nói với tôi về đó. Sư phụ, một điều khác con quên nói với Ngài đêm hôm trước khi Ngài hỏi con, tại sao những anh chàng, tại sao họ ra đi? Con nghĩ cũng là tại con sợ yêu một người khác một lần nữa bởi vì con đã bị tổn thương rất nhiều. Và con chỉ khép mình lại nên con nghĩ con thật sự sợ hãi. Tôi hiểu. Và có lẽ bằng cách nào đó con gián tiếp đẩy họ ra xa hoặc ngăn cản họ. Hiểu ạ, bởi vì con thật sự sợ. Dạ, nhưng khi con ở bên sư phụ, thì không thể tin nổi bởi vì chỉ với sư phụ, thật, thật đáng tin cậy sư phụ ạ. Tình thương của Ngài quá chân thành. Tôi mừng là cô vui. Sư phụ yêu thương và cảm thông, đến mức không thể tin nổi. Và thậm chí bên trong con thật sự thấy và cảm nhận rằng Ngài quả thật là Thượng Đế. Và con chỉ cảm thấy rằng con thật may mắn được ở bên Ngài, được thọ pháp với Ngài. Con xin lỗi sư phụ. Được rồi cưng, quý vị có hiểu cô ta khóc vì điều gì không? Không sao, cô biết là được. Được, cô cảm nhận được điều đó. Được, cảm ơn vì tất cả tình thương của cô. Nếu cô yêu một chàng trai khác, như vậy anh ta sẽ không bao giờ. Anh ta sẽ quỳ xuống trước cô và tôn thờ cát bụi trên đường cô đi. Được rồi, nếu quý vị muốn cua một anh chàng hay một cô nàng nào thì hãy nói như cô ta. Thậm chí tôi cũng cảm động. Rồi. Cảm ơn sư phụ. Phải, đó là lý do tại sao cô luôn là người chạy đầu tiên. Dạ, chính xác. Phải. Phải, sư phụ. Phải. Nghĩa là phải. Được rồi. Con gái Nam Phi. Họ đẹp theo cách nào đó. Có vài người trong số họ nổi tiếng đúng không? Như là Charlize Theron là từ Nam Phi. Charlize Theron, người Nam Phi và gần đây, còn quên tên cô ta rồi, đã kết hôn. Và cô ấy kết hôn với hoàng tử Charlene. Cũng là người Nam Phi, vận động viên bơi lội chuyên nghiệp. Người Nam Phi thưa sư phụ, phải. Vậy có lẽ cô nên tìm ai đó tầm cỡ hơn. Hoàng tử hay ai đó. Và nói em đến từ Nam Phi. Có quan hệ với Charlene và Charlize Theron. Tin hay không tin, anh nhìn em này. Vậy nên sư phụ con sẽ bán nhà. Rồi con sẽ chuyển đến Monte Carlo. Cô chuyển đến đó đi, có nhiều triệu phú ở đó. Tôi chỉ đùa thôi, được chứ. You want something else? Cô có muốn gì nữa không? No more. Nói chuyện, không còn gì nữa. Tell me.
Được, nói tôi nghe. Kính thưa sư phụ, thường thường con thích đi vòng quanh Slovenia để bán tờ thông tin, và con không phải bán mà là phát. Cái đó không phải đi bán. Dạ, con xin lỗi. Tôi đang nghĩ làm sao anh có thể bán tờ thông tin của tôi. Tiếng Anh của con không tốt lắm. Không sao, tôi chỉ nói đùa. Tôi biết mà, tôi chỉ đùa anh thôi. Và lần trước, 10 ngày trước, con gặp một cô gái 19 tuổi. Và cô ta nói 19 hay 90? 19 số 1 và số 9. 19 dạ, không già vậy. Cô ta nói sao? Cô ta nói cô ta muốn tìm một ai đó có thể giải thích xem cô ta có vấn đề gì. Cô muốn ai đó giải thích. Dạ, cô ta muốn tìm một ai đó để giải thích chuyện gì đã xảy ra với cuộc sống của cô ta. Cuộc sống của cô ta, phải không? Và cô ta biết những người xung quanh cô ta đang nghĩ gì. Sư phụ biết không? Cô ta biết tất cả, nhưng tùy vào đẳng cấp. Tùy đẳng cấp. Khi con cho cô ta xem một trong những tấm hình của Ngài, cô ta thấy ánh sáng. Từ tấm hình, dạ. Cô ta nói, tôi thấy ánh sáng. Hình này đẹp lắm. Cô gái đó là họa sĩ. Cô ta vẽ tranh. Cô ta cho con xem cô đang vẽ gì. Tuyệt vời. Khi con cho cô ta xem hình của Ngài, cô ta thấy ánh sáng. Được. Những người tuyệt vời. Được rồi. Con có cái thử nghiệm là vào năm 2006, tức là lúc mà sư phụ tổ chức thiền quốc tế tại Thái Lan. Thì lúc đó con định cư ở Mỹ chỉ mới một năm, cho nên con không có cái giấy tờ mà đỡ đi thiền cái trong đợt đó. Thì trong cái lúc đó thì ở cái Center Arizona thì coi như là mọi người đều đi hết mà con thì không có đi được. Cho nên con ở nhà thì con nghĩ rằng thôi bây giờ mình ở nhà thì mình cũng thiền luôn. Thì mình thiền giống như là mình đi tới Thái Lan vậy. Thì con nhà cũng quyết tâm cũng thiền. Cái lúc nào mà có việc thì con làm, còn không là con chỉ thiền thôi. Con ngoài ra con không làm gì hết. Cho nên sau khi mà con thiền định được á, thì con cảm nhận được là trước khi mà sư phụ tổ chức cái thiền quốc tế đó là sư phụ đã gia trì cái đất nước Thái Lan đó rất nhiều rồi. Đến khi mà con ngồi thiền cũng thử nghiệm được á, là cái lực lượng mà gia trì của sư phụ á, nói ra là cái đất nước Thái Lan thì nó còn vẫn nằm ở trong cái thế giới này, nhưng mà thật sự là sư phụ đã gia trì đưa lên một bậc, đưa đất nước Thái Lan, nếu mà trong thử nghiệm, nếu mà trong cái từ trường bên trong á, là đã lên trên một bậc rồi. Và chẳng hạn như là đã lên cảnh giới thứ nhất rồi, nó lìa ra, lìa xa với cái thế giới này rồi. Hiểu. Cái linh hồn của những người đó đó. Dạ. Okay. Thì con rất là ở đây, nếu mà có những brother sister ở đây á, mà ở Thái Lan là rất là hạnh phúc và rất là có phước báu cho đất nước đó. Thì những đất nước khác thì con không biết, mà con chỉ thể nghiệm được cái đất nước Thái Lan mà thôi. Okay. Thì con nghĩ rằng những người ở đất nước Thái Lan đấy rất là có phước báu, dù rằng người ta không có tu nhưng mà sư phụ vẫn đưa họ lên. Cho nên là trong lúc đó con thể nghiệm vậy, con ngồi con thể nghiệm vậy được, thì con cũng rất là mừng. Mà con thấy một cái lực lượng nó mạnh lắm, mạnh không thể diễn tả được, tức là đưa cái một đất nước ra khỏi cái tinh cầu này. Cho nên thì lúc đó xong, khi mà con hết ngồi thiền thì con mới từ ở trong cái đầu, trong cái tâm con ra, con mới nghĩ sao mà sư phụ mà bao la rộng lượng quá đi, một cái lực lượng mà bây giờ có sư phụ có thể dời núi lấp biển cũng được, bất cứ làm cái việc gì thì sư phụ cũng có thể làm được hết. Cho nên con mới có cái từ ở trong cái phát cái tâm mà trong cái thử nghiệm ra, thì con mới quý sư phụ. Con quý sư phụ như là nếu mà thế giới này thì quý như biển như trời vậy. Thì con quý sư phụ như là biển như trời vậy. Cho nên con có những cái ý đó mà đỡ mà từ ở trong tâm nó phát ra, thì con có làm mấy cái câu là một câu là biển, một câu là trời. Tức là biển này là con lấy cũng tên là đại dương, nhưng mà đại dương của con cái nghĩa không phải là giống ở cái thế giới này. Đại tức là sư phụ là đại biểu, đại diện, còn dương là trời, dương là thượng đế, chứ không phải là đại dương là biển cả nữa. Ok. Dạ. Cho nên con mới nghĩ ra là con nói
sư phụ là cũng là con lấy cái tên là Đại Dương. Chứ bây giờ đã có ngôn ngữ nào khác không mà đỡ mà mình diễn tả cái đó. Hiểu rồi. Dạ. Cho nên con mới lấy cái tên đó là con đặt một mấy cái câu là biển, còn mấy cái câu sau là trời. Thì con có làm như thế này. Ngài được mang tên là Đại Dương, tình thương trang trải rộng khắp muôn phương. Ngài luôn gánh nghiệp không lo lường, bởi vì chúng sanh quá đau thương. Trên là một ngọn đuốc soi đường, dưới là một biển rộng tình thương. Ngài luôn trong sáng suốt như gương. Có nghĩa là suốt đây có nghĩa là mãi mãi không có cái gì vô tận đó sư phụ. Dạ. Đẹp thật tên người là Đại Dương. Đó là biển. Còn cái trời là Ngài là hải đăng cả tinh cầu, hồn nhiên soi sáng cách năm châu. Thế giới đau thương được phép màu, ai không nhận lấy mãi khổ đau. Muôn ngàn vạn kiếp duyên cơ một, tức là muôn ngàn vạn kiếp chỉ có một lần có duyên thôi. Muôn ngàn vạn kiếp duyên cơ một, lỡ chuyến thuyên thuyền lắm uổng thay. Không mau nhận lãnh thiên duyên này, buông bỏ trần tục cõi Phật ngay. Thì con có cái thử nghiệm như vậy thì cũng rất là lâu, nhưng mà con không có gặp được sư phụ, cho nên là con cũng mong muốn rằng có một ngày nào đó con đọc lên cho bạn nghe. Dạ, con cũng nói đỡ cho tất cả những anh em, mà tất cả anh em chị em mình thấy những cái không phải là khi á, theo con thử nghiệm rằng cho hồi nãy sư phụ nói là khi mà mình cộng tu nhiều á, tức là tạo cái lực lượng mạnh lên. Dạ, cho nên con nghĩ đó, cho nên hẹn cộng tu quốc tế nơi nào đông thì con sẽ đi. Không, dạ. Đông không đi. Không, nhưng mà mình nói là nói vậy, chứ mà càng đông thì nó càng mạnh hơn. Thì theo cái đó là con thử nghiệm nó như vậy. Okay. Thì con có như vậy thôi. Okay. Yeah. Không phải mình Thái Lan đâu à, địa cầu lên hết ha. Yeah. Mọi nước. Okay. Dạ, thì con chỉ thử nghiệm cái đất nước Thái Lan cái lúc đó thôi. Dạ, hiểu. Dạ. Rồi, hiểu rồi. Dạ. Chứ không phải là riêng có Thái Lan. Con biết, con biết điều đó. Dạ. Nói cho ngày mừng vậy đó. Ok. Yeah, very good. Vậy là tốt lắm á. Thể nghiệm rất là hùng hồn á. Yeah. Powerful experience. Good. Congratulations. Yeah. Ở qua từ Việt Nam qua hả? Hay là ở Mỹ hả? Không, con ở Áo. Áo hả? Yeah. Ok, tell me. Trước con xin cảm ơn sư phụ cho sự gia trì của sư phụ, là các con của con bây giờ nó đã, con gái lớn con nó đã ăn chay trường. Còn mấy đứa kia thì khoảng 70%. Và hiện tại hồi trước thì thường con hay muốn mở nhà hàng chay. Nhưng mà con gái con nó không chịu. Bây giờ nó đề nghị với con là mở nhà hàng chay. Con cảm ơn sư phụ. Ok. Mở chưa? Dạ, đang coi địa điểm. Ok, good. Good luck. Dạ. Ở nhà thường thì con cũng... Ở nhà thường thì con cũng nấu ăn cho một vài cái hãng. Con đem thức ăn trưa. À, tốt. That's good. À. Nếu có điều kiện thì mở nhà hàng. À, không có thì cứ tiếp tục làm vậy cũng được. Okay. Dạ, điều kiện thì nếu như mà lớn quá thì con không có điều kiện. Không. Nhỏ thôi. Nhưng mà nhỏ thì coi như là con làm được. Ok, good. Cảm ơn sư phụ. Dạ, yeah, không có gì. Yeah, the vâng, actress. Cô diễn viên này, cô đã nhận được ca từ và nốt nhạc chưa? Chưa à? Con chưa có cơ hội làm việc đó. Cô về nhà hỏi. Cô về hỏi truyền hình vô thượng sư. Dạ, con sẽ hỏi. Họ sẽ gửi qua mạng cho cô. Dạ, con cảm ơn. Con xin lỗi là con chưa chia sẻ điều này trước đây. Chỉ là điều đó khiến con cảm thấy rất bị tổn thương. Điều mà con có thể nói ra đây. Cái gì thế? Cái gì? Con xin lỗi, tôi không hiểu gì cả. Con chỉ... Cô khóc à? Dạ. Tại sao? Tôi la cô à? Dạ không, bởi vì con đến đây, trước kia con đã đến đây 2 lần rồi. Và đó là một bài học lớn. Nhưng con luôn nhận thấy điều không tinh khiết bên trong con hay điều cần cải thiện và sửa đổi. Có cảm giác như là con không bao giờ có thể đủ tinh khiết. Hay con không bao giờ có thể, con muốn lên cao hơn và cao hơn. Nhưng con chỉ thấy những điều con làm mà con không thích và những điều con cần sửa đổi. Đó là bước khởi đầu. Ít nhất cô thấy những điều trước đây mình không thấy. Phải, và sau khi sửa đổi thì cô sẽ lên cao hơn.
Vậy còn điều gì khác làm phiền lòng cô? Đôi khi nó ngăn cản việc thiền định của con, bởi vì đôi khi con nhận ra điều gì đó, nhưng rồi con tiếp tục trừng phạt mình vì đã làm điều đó, như là tại sao cô khắt khe với mình như vậy? Nếu tôi không khắt khe với cô, thì cô nên thoải mái. Hay là cô muốn tôi bắt đầu? Đừng trách mình quá mức được chứ. Tôi đã nói với quý vị, ngày đầu tiên tôi đến đây, sự tinh khiết không dễ đạt được. Thậm chí bây giờ, mỗi ngày, tôi đạt được khoảng hàng tỷ ức điểm. Nhưng sự tinh khiết chỉ 2, 3 hay 4% mỗi ngày. Bởi vì chúng ta sống trên thế giới này, chúng ta chia sẻ, hiểu không? Chúng ta chia sẻ năng lượng của mình và cũng nhận lại năng lượng khác. Đừng tự trách mình hoài. Chỉ cần cố gắng hết sức, hiểu không? Dạ. Dạ, và con phải nói là con thật sự thích trung tâm này và con đến. Con không biết là sư phụ sẽ đến đây, quý vị không biết. Nhưng có gì đó thôi thúc con rằng con phải ở đây. Cô phải. Dạ. Tất nhiên cô không cần phải ở đây. Dạ không, nhưng dù sao con cũng muốn đến bế quan. Bởi vì con học được nhiều điều. Chỉ là con nghĩ con cần phải học cách giữ sự tinh khiết khi con về nhà, bởi vì con có thể cảm nhận được độ tinh khiết giảm xuống nhanh thế nào. Ồ vậy à, cô cảm nhận được điều đó. Dạ, như có thể là con mất đi rất nhiều và không được, không bảo vệ mình đủ. Hãy luôn niệm hồng danh. Dạ, bởi vì chẳng hạn, khi con nhảy một điều gọi là contact improvisation, phần lớn thời gian luôn có sự tiếp xúc thân thể. Vấn đề là vậy, rồi con có lẽ con quên niệm năm hồng danh. Tôi biết. Khi cô nhớ thì hãy cố gắng, thậm chí một lần được chứ, hai lần. Và chỉ nói với các vị giáo chủ, xin các ngài, nếu con quên thì các ngài đừng quên con. Được chứ? Phải. Rồi họ sẽ đứng bên và giúp cô bảo vệ cô, được chứ? Con cảm ơn sư phụ lần nữa về thể nghiệm tuyệt vời này và tình thương vô điều kiện của ngài. Thật sự rất tuyệt vời. Được rồi cưng. Đối với tôi là chuyện bình thường. Cảm ơn sư phụ, không có chi. Con thương ngài, tôi cũng thương cô. Cô quá trẻ và quá nghiêm túc. Thoải mái một chút đi. Đừng quá khắt khe với mình như vậy. Chúng ta sống trên thế giới này, chúng ta luôn bị ô nhiễm. Đó là lý do vì sao chúng ta phải nhớ Thượng Đế 24/7. Bất cứ khi nào có thể, được chứ? Nếu không, ít nhất chúng ta cầu nguyện lúc sáng, nói là hôm nay con sẽ đi làm tiếp xúc với ngoài xã hội. Nếu con quên ngài, xin ngài đừng quên con. Và buổi tối trở về, cảm ơn ngài đã bảo vệ con suốt ngày. Và bất cứ điều gì không tinh khiết hay ô nhiễm mà con đã làm, xin hãy rửa sạch cho con. Như vậy, rồi ngồi thiền. Dạ, cứ tha thứ cho bản thân về bất cứ điều gì trong quá khứ, phải không ạ? Chúa ơi, xin hãy tha thứ cho mình. Dạ. Cô không làm gì sai cả, chỉ là vì chúng ta ở trong thế giới ảo tưởng và không dễ giữ cho mình nổi bên trên. Hãy ghi nhớ điều này. Nếu quý vị ở trong nước, rất khó giữ cho mình được khô ráo. Dạ. Cho nên mặc dù quý vị mặc bộ đồ lặn, nước vẫn có thể thấm vào đâu đó. Quý vị không thể mặc bộ đồ đó. Quý vị không thể mặc nó đi khắp nơi ngoài đường. Chỉ cần cố gắng luôn nhớ Thượng Đế. Luôn luôn cầu nguyện. 2 giây rảnh rỗi, cầu nguyện. 1 giây rảnh rỗi. Cầu nguyện để bảo hộ quý vị. Niệm hồng danh khi quý vị nhớ. Sao cưng? Cảm ơn sư phụ. Con chỉ muốn nói đến điều liên quan tới điều này. Điều này xảy ra trước đây vài tuần. Và con ở cùng những người bên ngoài. Với vài người hàng xóm, như kiểu họ đang tranh luận với nhau. Và khi mình thấy cuộc cãi vã sắp sửa xảy ra và thật sự không dễ để quán tưởng về hồng danh, mình dường như bị kéo vào cuộc. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đúng vậy. Và rồi một người, một trong những hàng xóm của con, kết thúc bằng cách bỏ đi. Và lúc đó con nghĩ, hồng danh. Và con bắt đầu âm thầm niệm và tập trung vào bản thân. Vừa khi con làm vậy, năng lượng chuyển sang
chỗ một người khác đứng phía sau sau khi cuộc tranh cãi này xảy ra. Thật ra toàn bộ thái độ của họ thay đổi và họ bắt đầu hát và huýt sáo với nhau. Còn luôn biết hồng danh có rất nhiều lực lượng, nhưng đó chỉ là thí dụ về hồng danh mạnh mẽ đến mức nào. Phải, thậm chí trong tình trạng căng thẳng như thế, phải là như vậy đó. Tôi nói với quý vị rồi, ngay cả nếu quý vị ở trong địa ngục, quý vị sẽ thoát khỏi đó nếu quý vị nhớ đến hồng danh. Cho nên hãy nhớ, được chứ? Con cũng muốn nói là đêm hôm qua khi sư phụ niệm hồng danh cùng chúng con, lực lượng của Thượng Đế như thể đi vào trong. Và khi sư phụ niệm hồng danh, nước mắt con tuôn trào bởi vì con cảm nhận được lực lượng trong tận trong tâm khảm. Cảm ơn sư phụ, không có chi. Có ai cảm thấy như vậy không hay chỉ có cô ta thôi? Dạ có. Tất cả phần lớn quý vị? Dạ phải. Những ai cảm thấy như vậy giơ tay lên. Không phải tất cả, phải. Sư phụ trên đây. Được rồi. Có một số người nhạy cảm hơn người khác, một số người hòa nhịp hơn người khác. Vậy thôi, được chứ? Đừng xấu hổ nếu quý vị không cảm nhận được điều đó. Ngay cả nếu quý vị không cảm nhận được, lực lượng Thượng Đế vẫn rửa sạch quý vị, bảo vệ, thương yêu và rửa sạch quý vị. Rồi dần dần quý vị sẽ cảm nhận được như cô ta hoặc những người khác. Hoặc có lẽ quý vị đang ngủ vùi, ai biết được. Nói đi. Tiếp tục câu chuyện sư tỷ kể về hồng danh. Con cũng có một câu chuyện về hồng danh. Khoảng 2 năm trước, chúng con ở Miami tìm cách vận chuyển một số hàng đến Haiti để cứu trợ động đất. Chúng con thuê một chiếc xe tải lớn để sẵn sàng vận chuyển hàng hóa và đã gọi điện đặt xe trước rồi. Khi chúng con đến lấy xe, chiếc máy vi tính của người thu ngân bị hỏng, anh ta nhất định không cho chúng con lấy xe, bởi vì anh ta không thể in chứng từ gì đó ra từ máy tính. Vì thế, dù chiếc xe tải ở ngay trong gara phía sau anh ta cũng không cho chúng con lấy. Tất nhiên rồi, đúng rồi. Nên chúng con bắt đầu niệm hồng danh. Sau một lúc, anh ta nói, các anh biết sao không, nếu các anh không ngại về tiền đặt cọc, thì thật ra tôi có thể viết hợp đồng bằng tay. Phải, tất nhiên. Rồi các anh có thể lấy xe, rồi tôi sẽ trả lại tiền cọc cho các anh sau. Thế là cuối cùng chúng con lấy được chiếc xe và chúng con rất mừng. Cảm ơn sư phụ. Phải, có gì khác biệt giữa việc viết tay và máy vi tính? Thật hồi hài. Người ta quá quen với máy vi tính, và nếu không có máy vi tính ở đó thì họ không làm việc nữa. Thật buồn cười. Ngày xưa chúng ta viết mọi thứ bằng tay, và từ khi chúng ta có máy vi tính, tay trở nên vô dụng hay sao? Rất tốt. Niệm hồng danh. Bất cứ khi nào cần thiết, bất cứ khi nào quý vị nhớ, được chứ? Nhưng tất nhiên chúng ta không làm vậy vì mục đích phàm phu hay bất cứ gì. Chỉ là hãy luôn luôn nhớ hồng danh, để quý vị ở cùng Thượng Đế nhiều hơn và ít bị ảnh hưởng hơn bởi bầu không khí và ảnh hưởng phủ định của môi trường xung quanh mình. Vì vậy, cô muốn nói à? Được, nói tay nghe. Kính chào sư phụ. Chào. Con chỉ muốn chia sẻ cảm giác của con về việc niệm hồng danh. Và sư phụ đã dành thời gian bên chúng con như thế nào trong mấy đêm qua. Con cảm thấy được an ủi rất nhiều, một cảm giác thật dễ chịu, và con cảm thấy trọn vẹn, con cứ khóc hoài trong khi thiền. Nên con chỉ muốn nói cảm ơn sư phụ rất nhiều. Nên làm như vậy. Lực lượng sẽ rửa sạch cho cô rất nhiều và khiến cô cảm thấy như trở lại với bản ngã của mình. Dạ, con cảm thấy vậy. Con không biết. Mọi chuyện đều rất đúng và hoàn mỹ. Con không biết nói thế nào. Rất dễ chịu. Đây cũng không phải là từ chính xác, nhưng đó là từ sát nghĩa nhất mà con có thể nghĩ ra. Hiểu. Cảm ơn sư phụ. Tất cả chúng tôi đều hiểu. Yes, you're welcome. Không có chi. And keep that when you go. Hãy giữ cảm giác này khi cô về nhà. Remember that. Hãy nhớ là ngay cả khi cô không thể giữ được cảm giác như vậy, hãy nhớ là cô đã có nó, được chứ? Rồi. Right.
À, nói tao nghe. Kính chào sư phụ. Con không bao giờ có câu hỏi gì, nhưng đôi khi con có giấc mơ rất đẹp. Và con muốn chia sẻ với sư phụ, chỉ để sư phụ vui, để giải trí. Ồ, tốt. Bởi vì đó là một buổi tối thật tuyệt vời và con không... Cô bán vé hay dạ không? Thường người ta bán vé cho những chương trình giải trí. Được rồi, cưng, tôi nghe đây. Đó là một giấc mơ rất đẹp. Con đang nhìn xuống dưới địa cầu trước mặt con và con nhìn thấy hai người. Rồi con nói, ồ, đó là sư phụ và thị giả của ngài. Và rồi con chỉ có hai thôi, chỉ có hai người, không có ai khác trên địa cầu cả. Và rồi con nghĩ, ồ, mình nghĩ mình là thị giả, nên con coi mình là thị giả. Rồi con nghĩ, không, 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 mình là sư phụ. Nên con thấy thật hạnh phúc như là đồng nhất thể với ngài. Được, cảm ơn sư phụ, chúc mừng. Cảm ơn ngài về những giấc mơ. Không có chi. So you are the master now? Vậy bây giờ cô là minh sư hả? I can retire. Tôi có thể nghỉ hưu được rồi chứ? Yeah, yeah, everything phải phải, mọi thứ thay đổi rất nhanh. You want to? Cô muốn nói à? Con nhận thấy ở quốc gia của con, mọi chuyện càng trở nên tốt đẹp hơn, đặc biệt là lúc này. Có rất nhiều điều trở nên tốt đẹp hơn. Rất nhiều người chuyển sang, thay đổi, chuyển sang ăn chay. Rất nhiều người thức tỉnh và nói, ồ, làm sao chúng ta lại làm điều này? Sao chúng ta không nhận ra điều đó? Và thật sự là như vậy, phải. Tốt, quốc gia nào vậy? Áo à? Áo. Tất nhiên chúng ta có khách sạn và nhiều nhà hàng ở đó. Chúc mừng. Họ viết trên báo chí, họ phát sóng những tiết mục thật tuyệt. Vời, trên TV với rất nhiều thông tin. À, được rồi, tốt, phải. Kính chào sư phụ, con nói tiếng Trung. Dạ, con chỉ muốn nói về cảm giác của con khi đến đây lần này. Khi con nhận được điện thư của liên lạc viên, con rất phấn khởi. Sau đó con nhanh chóng liên lạc với liên lạc viên để đăng ký đến đây. Nhưng lần này đến đây con cảm thấy rất đặc biệt mỗi lần khi con nghĩ đến sư phụ. Khi nghĩ đến đây để gặp sư phụ, con đều muốn khóc. Tại sao? Sao lại buồn vậy? Con không biết, lần này rất đặc biệt. Rất đặc biệt là con cảm thấy như vậy. Còn nữa, lẽ ra 10 giờ tối mai chúng con bay. Hôm nay chúng con đã ra sân bay, lẽ ra hôm nay chúng con phải về. Ồ, rồi ở lại. Sau đó một sư tỷ của chúng con chuẩn bị đi tìm khách sạn, rồi... Rồi sau đó thế nào? Chúng tôi vẫn đang nghe đây. Và lúc ra về con nghĩ, vì chuyến bay của chúng con 10 giờ tối mai mới cất cánh nên con muốn ở lại đây thêm chút nữa, dù chỉ vài tiếng đồng hồ cũng được. Nhưng sau đó vẫn phải về. Nhưng khoảng 9-10 giờ sáng nay, lúc chúng con ở sân bay, nhân viên làm việc ở đây đi ra phi trường và nói với chúng con rằng sư phụ bảo chúng con quay lại. Được. Con chỉ muốn cảm ơn sư phụ. Không có chi. Cảm ơn sư phụ. Không có chi, muốn ở lại thì ở. Cảm ơn sư phụ cho con cơ hội đến đây gặp ngài và cho con rất nhiều sự gia trì cũng như những điều ngạc nhiên. Cảm ơn sư phụ. Không có chi, không có chi. Nếu có đủ chỗ, thì ai ở lại cũng được, hiểu không? Chỉ là đôi lúc không còn cách nào khác, họ mới sắp xếp cho quý vị ra về, tôi cũng không đành để quý vị về. Tôi biết khó lắm mới đến được. Gia đình, mọi thứ phải bỏ lại để đến đây gặp tôi một chút, rồi vừa mới đến, lại phải về thì thật là buồn. Tôi rất hiểu điều đó. Có thể ở lại thì ở lại, tôi không ngại. Chỉ không thoải mái cho quý vị thôi. Không có chỗ ngủ, thiếu nhà vệ sinh, vân vân. Nhưng muốn ở lại thì ở, được chứ. Rồi sau đó, quay lại à? Được, không vấn đề gì, được. Thưa sư phụ, chúng con ở Đại Lục, con cảm thấy rằng tuy không được thường xuyên gặp ngài, nhưng con cảm thấy rất vui được làm đệ tử của ngài. Chúng con rất thích đi leo núi tắm nắng. Bây giờ con bị rám nắng rồi. Thấy rồi, chúng con có nhiều chuyện về tu hành. Con muốn chia sẻ một chuyện. Được, một câu chuyện.
Khi chúng con đi, nói đi, tôi đang nghe đây. Chúng con đi Shangri-La ở Trung Điện. Khi lái xe đến Trung Điện, đường đang sửa nên rất khó đi. Nhưng sư phụ đã cho 7 chú rồng đến để bảo hộ chúng con. Có vị sư tỷ nhìn thấy, họ đi theo xe của chúng con đến hết quãng đường từ nội thành Trung Điện đến mãi Đức Khâm. Sau đó từ Đức Khâm trở lại, 7 chú rồng cứ đi theo hộ tống. Cả hành trình chúng con rất thuận lợi. Gầm xe vốn rất thấp đoạn đường đó. Gầm xe cao mới có thể đi được, nhưng chúng con đi qua rất thuận lợi. Hơn nữa, sư huynh lái xe liên tục 9 tiếng đồng hồ không nghỉ. Chúng con hỏi anh ấy có mệt không? Anh ấy nói không mệt. Sau đó vị sư tỷ có thể nghiệm mới nói: dĩ nhiên là không mệt rồi, tôi thấy sư phụ lái xe cho anh. Lúc nào cũng là sư phụ lái xe, nên có rất nhiều mẫu chuyện tu hành ở đây. Kể không hết. Con có thể chia sẻ thêm một câu chuyện nữa, được không? Được, nói đi. Cũng là ở Trung Điện, chúng con đi leo Vũ Băng. Cái thác nước linh thiêng đó, ở đó chúng con gặp một chú ngựa. Con đường vốn rất hẹp. Chú ngựa đó đi đằng trước chặn đường chúng con. Chúng con không đi được. Chúng con thắc mắc, chú ngựa này sao vậy? Rồi chúng con định đi vòng qua. Nhưng chú ngựa đó dường như cố ý muốn chúng con đi theo chú. Chúng con hiểu ý và đi theo chú. Cuối cùng chúng con phát hiện ra nếu đi con đường của mình thì chúng con sẽ bị xa lầy. Vậy là chú ngựa đến dẫn đường. Sau đó chú dẫn đường cho chúng con. Rất, rất hay. Sau khi được chú dẫn đường, chúng con niệm hồng danh cho chú. Và chú vui vẻ rời đi. Quý vị ghê quá nhỉ, có rồng, có ngựa làm hộ pháp cơ à? Không ạ, đều là sư phụ gia trì. Nên chúng con đều là người tu hành vui vẻ phải rồi. Thưa sư phụ, con rất vui được gặp ngài. Con cảm thấy rất may mắn vì cha mẹ con đã thọ tâm ấn trước khi họ kết hôn với nhau. Chưa kết hôn mà đã thọ tâm ấn rồi ạ. Vậy nên lúc chưa cưới thì đã tâm ấn rồi. Con ăn chay thuần chay từ trong bụng mẹ. Lên 6 tuổi thì con được tâm ấn. Rồi sao? Lúc nhỏ con đã gặp sư phụ rồi. Nhưng bây giờ là lần đầu tiên con được nhìn ngài gần như thế này. Con cảm thấy rất vui. Được rồi. Cảm ơn sư phụ. Không có chi. Kính chào sư phụ. Con là người phụ trách máy quay của SMTV Đại Lục. Chúng con quay phim cho SMTV được khoảng 4-5 năm. Trong những năm làm việc này, chúng con thể nghiệm nhiều điều thần kỳ cùng những câu chuyện lý thú. Vì thời gian ngắn ngủi nên con không kể ra nữa. Chủ yếu là con muốn cảm ơn sư phụ. Cảm ơn sư phụ gia trì để cho công việc của chúng con được tiến triển thuận lợi. Có thể kể một hai câu chuyện là được rồi. Lúc chúng con cứu trợ động đất, lúc đó truyền hình Vô Thượng Sư yêu cầu chúng con ghi hình và phỏng vấn một vị xuất gia Phật giáo Tây Tạng. Lúc đó không dễ gì phỏng vấn được. Và lại đúng lúc ở khu vực động đất, nên tất cả người xuất gia đều không chấp nhận phỏng vấn. Nhưng chúng con cũng đã nhận đảm nhiệm việc này, nên chúng con đi thẳng đến vùng bị nạn. Có một nhóm đồng tu đã cung cấp bữa ăn chay cho họ khoảng hơn một tháng rồi. Cung cấp bữa ăn chay cho những nạn nhân hơn một tháng rồi. Đồng thời chúng con cũng quay phim. Sau đó nhờ sư phụ an bài, chúng con đã phỏng vấn được một vị Phật sống ở đó. Vị Phật sống lớn nhất nơi đó. Ban đầu đến một người xuất gia bình thường chúng con cũng không phỏng vấn được. Sau đó tự nhiên vị Phật sống này nhận lời phỏng vấn. Sau buổi phỏng vấn, ông ta nói với con rằng: tôi biết đài truyền hình của quý vị, cũng biết sư phụ của quý vị đã làm rất nhiều việc tốt, nên tôi tự nguyện sẵn sàng chấp nhận cuộc phỏng vấn. Ông cũng gửi lời thăm sư phụ. Có một câu chuyện khác. Chúng con phỏng vấn bà Sin. Chúng con phỏng vấn bà Sue Robinson của Quỹ Động vật Châu Á.
người giải cứu gấu đen. Con nghĩ đó là quỹ động vật của Anh ở châu Á. Bà đã làm nhiều việc để giải cứu rất nhiều gấu đen và giúp đỡ loài vật. Thực ra lúc chúng con gặp bà thì bà vừa xuống máy bay. Bà không có nhiều thời gian để trả lời phỏng vấn. Nhưng khi bà nghe thấy chúng con đến từ truyền hình Vô Thượng Sư, bà liền hứng khởi đi đến. Và cuộc phỏng vấn đã kết thúc sau 20 phút. Ban đầu cuộc phỏng vấn được sắp xếp vào ngày hôm sau, nhưng bà đã tiếp nhận phỏng vấn ngay lúc đó. Và bà rất vui sau đó. Bà nói bà thường xuyên xem truyền hình Vô Thượng Sư và đó là kênh truyền hình bà yêu thích. Tiếp nữa, chúng còn phỏng vấn một vài người sống bằng không khí. Chủ yếu đều là người xuất gia như sư phụ Giác Thông, một ni sư Phật giáo. Bà đã sống bằng không khí khoảng 6 năm rồi. Bà có thể câu thông với Quán Âm Bồ Tát ở bên trong. Ban đầu khi chúng con liên lạc với bà không muốn nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn nào, nhưng sau đó bà đã nhận lời phỏng vấn của chúng con. Bà nói bà vốn đã mua vé xe lửa, nhưng Quán Thêm Bồ Tát bên trong bảo bà có thể tiếp nhận phỏng vấn. Nên bà tiếp nhận ngay phỏng vấn, trả lại vé xe lửa. Chúng con có 4 người đi phỏng vấn. Bà hỏi Quán Thêm Bồ Tát bên trong về chúng con và Bồ Tát trả lời 4 người này đều là người thiện lành nhất và là người tu hành. Rồi khi bà gặp chúng con, bà cảm thấy rất lạ bởi vì chúng con không quy y, không học Phật. Sao có thể là người tu hành? Nhưng sau khi tiếp xúc, bà cảm thấy rất thoải mái và còn thấy rất vui trong những ngày đó. Thực ra ngày hôm sau chúng con cùng nhau nhịn ăn. Bà đã giúp hơn 1.000 người nhịn ăn thành công. 2 người trong chúng con ngày hôm sau cũng thử nhịn ăn. Cuối cùng, chúng con nhịn ăn được khoảng 21 ngày. Nhịn ăn 21 ngày? Vâng, 21 ngày. 21 ngày sao không tiếp tục nữa? Kỳ thực chúng con vẫn muốn ăn. Nhưng con cảm thấy rằng cuối cùng có thể không cần ăn nữa. Làm được rồi thì vẫn có thể tiếp tục. Nhưng khi thấy người khác ăn vẫn cảm thấy có chút không ăn thì thiệt. Hiểu rồi. Sau đó khi chúng con mở chương trình đã phát sóng đó cho bà xem, bà rất ngạc nhiên. Sau khi xem xong, bà rất thích. Sau khi xem xong 4 năm tập phim do đài chúng ta làm, bà rất vui. Bà nói rằng bây giờ tâm nguyện lớn nhất của bà là được gặp sư phụ một lần. Đây là tâm nguyện của bà và bà mong chúng con chuyển tới sư phụ. Tôi cũng rất muốn gặp bà. Cho tôi gửi lời thăm bà. Hỏi thăm vị Phật sống và vị ni sư đó nhé. Dạ, nói với bà rằng tôi rất ngưỡng mộ bà. Có thể không ăn, không uống thì thật tốt. Nếu quý vị tiếp tục học theo bà thì có thể không cần ăn rồi. Nhưng vẫn thích, tôi hiểu. Rồi, còn câu chuyện nữa. Thực ra chính phủ cũng chú ý tới công việc quay phim của chúng con. Trong thời gian làm việc khoảng 5 năm, khoảng 1 năm đầu, Ủy ban An ninh Quốc gia trực tiếp đến gặp con. Sau đó họ hỏi tình hình của đài truyền hình. Con nói với họ rằng chúng tôi là đài truyền hình phi lợi nhuận. Những thước phim chúng tôi quay hoàn toàn miễn phí, đều là do mình tự nguyện cung cấp. Sau khi họ hỏi xong tình hình, họ nói với con rằng quốc gia có một quy định, đó là chỉ cần người được phỏng vấn chấp thuận cuộc phỏng vấn thì cuộc phỏng vấn đó là hợp pháp. Và họ nói sau này quý vị có thể quay tự do, không có vấn đề gì. Ban đầu chỉ quay các tiết mục phỏng vấn và tiết mục bình thường. Nhưng sau đó chúng con quay mọi đề tài. Chúng con cảm thấy hoàn toàn tự do. Muốn quay thế nào thì quay. Không có bất kỳ sự hạn chế nào. Kính chào sư phụ, con là đồng tu Đại Lục. 6 tháng cuối năm ngoái, sư phụ đóng góp hơn 200.000 nhân dân tệ cho công tác cứu trợ động đất. 8 người chúng con có cả vị sư tỷ này đã đi đến vùng bị thiệt hại. Khi chúng con đến nơi, cảnh sát đang đợi chúng con ở đó. Họ hỏi chúng con đến đó làm gì?
Con nói chúng con thay mặt sư phụ đến giúp đỡ người tị nạn. Họ hỏi sư phụ quý vị, bảo quý vị làm gì? Con nói chủ yếu phục vụ cho người dân. Sau một hồi thỏa thuận, họ tiếp nhận sự đóng góp của sư phụ. Chúng con giúp đỡ trên danh nghĩa của sư phụ, nên biên nhận của họ cũng ghi tên Thanh Hải Vô Thượng Sư và hội chúng ta, nhân viên chính phủ và người dân địa phương rất biết ơn sư phụ. Vào thời điểm đó, ở vùng đó, mối quan hệ quân sự giữa Trung Quốc và Ấn Độ hơi căng thẳng. Chúng con còn gặp một viên thượng úy của đội biên phòng. Chúng con khuyên ông nên hướng binh sĩ ăn chay. Như vậy sẽ giảm bớt bạo lực. Ông ta nghe xong thấy rất hợp lý. Con nói nếu muốn hòa bình, trước tiên nên ăn chay. Ông ta cũng tán thành. Ông nói binh sĩ của ông tất cả đều còn rất trẻ, chỉ mới 18-19 tuổi. Ở Trung Quốc, mỗi gia đình chỉ có một con, phải tôi nhớ, và rồi sao? Nếu như xảy ra chiến tranh và những người trẻ tuổi này hy sinh, thì cha mẹ của họ chắc chắn sẽ rất đau khổ, vị thượng úy đó nói. Tốt nhất là đừng gây ra chiến tranh. Phải rồi. Hai tuần sau, chúng con trở lại đó. Thủ tướng Ôn Gia Bảo cũng viếng thăm Ấn Độ. Sau khi thủ tướng hai nước đàm phán, quyết định hai nước rút quân cách biên giới 100 km, cho đến nay vùng đó vẫn hòa bình. Chúng con nghĩ lực gia trì của sư phụ đã có ảnh hưởng mang tính quyết định ở đó. Cảm ơn sư phụ. Cảm ơn Thượng Đế. Tin vui. Và khi chúng con phát sách biếu và tờ thông tin về thuần chay, những người xuất gia ở địa phương cũng quyết định ăn chay. Một trong các tu viện của họ, nơi có hàng vạn người bế quan, mấy vạn người cùng ăn chay. Bây giờ còn nhiều người hơn nữa. Bây giờ ở đó, nhiều người dân cũng ăn chay theo. Chà, thật hay. Họ cũng cai thuốc, cai rượu. Chà, nếu có người hút thuốc thì phạt 2.000 tệ. Đều là do mấy người xuất gia đó dẫn đầu, phải không? Dạ, trên họ có Phật sống, có thầy, có người trụ trì tu viện, gia trì cho họ, gia trì cho họ. Phải, chúng con đã giữ liên lạc với họ khoảng 3 năm. Cha, hoan hô, cảm ơn. Những người đó không mặc quần áo làm bằng lông hay da thú, không mặc những sản phẩm có liên quan đến động vật. Dạ, họ cũng mặc áo lông nhân tạo. Họ phát nguyện sẽ không đi săn và cũng không mặc áo lông, áo da thú nữa. Ồ, Chúa ơi! Tin vui. Ngày càng có nhiều thay đổi. Tin vui. Thay đổi cũng rất nhanh. Tuyệt quá. Tôi rất vui. Cảm ơn quý vị. Ngoài ra, còn một điều còn muốn nói ở đây. Cảm ơn các vị Phật sống này. Hiện nay, đại lục cũng thay đổi rất nhanh. Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã vài lần bày tỏ quan điểm về giá trị chung. Đề xuất dân chúng phải có dân chủ, tự do. Chính phủ nên công bằng và cởi mở. Tốt quá. Nhưng vẫn có rất nhiều trở ngại. Mấy tháng gần đây, những trở ngại này không ngừng bị phá bỏ. Ở trong nước, chúng con phân tích, nếu tình hình này tiếp tục phát triển, năm nay sẽ thay đổi rất tốt. Phải. Cảm ơn sư phụ. Cảm ơn Thượng Đế gia trì. Cảm ơn Thượng Đế. Đồng tu đại lục và toàn thể người dân đại lục chúng con, nhờ sự gia trì của sư phụ, chúng con mong một ngày nào đó bình minh thật sự đến với chúng con. Tôi cũng vậy, mọi người chờ mà. Chúng ta phải ngồi thiền nhiều. Tôi phải ngồi thiền nhiều, cố gắng nhiều, hiểu không? Dạ hiểu. Thỉnh thoảng gặp quý vị một chút. Sau đó tôi còn phải về một mình, cố gắng. Mọi người cũng phải đi làm việc chăm chỉ, hiểu không? Dạ thưa sư phụ. Tức là thành tâm tọa thiền, không phải cứ nhìn đồng hồ. Dạ.
Cảm ơn mọi người. Cảm ơn quý vị đã nỗ lực mấy năm nay, 3-4 năm nay. Quý vị thấy đó, có hiệu quả, có hiệu quả. Chúng ta thành tâm thì sẽ có hiệu quả. Chướng ngại sẽ ngày càng ít đi. Thành công sẽ ngày càng nhiều. Người đại lục rất thành tâm. Thành tâm nhất. Vì tình trạng không giống như ở phương Tây hay ở nơi khác. Thế nên họ rất quý trọng cơ hội tu hành này. Nếu mà đã tu hành thì rất tinh tấn, rất thành tâm. Nên quý vị làm việc sẽ rất thành công. Vì thành tâm mà. Cảm ơn sư phụ. Con và vị hôn thê của mình cuối cùng đã được gặp sư phụ. Cảm ơn sư phụ đã cho chúng con cơ hội này. Con muốn hỏi câu hỏi về nhập định. Dạ, cảm ơn sư phụ. Một lần Yogananda hoài nghi sư phụ của ông. Ông đã ra ngoài tìm kiếm minh sư khác. Sau đó, ông đã gặp hai vị thầy. Họ đều nói với ông rằng sư phụ của ông là cao nhất, tốt nhất, bảo ông quay về. Nên ông vội vàng quay về tìm sư phụ của mình. Ông này xin vì ông không có thể nghiệm, chưa từng có thể nghiệm nhập định cao đẳng. Sau đó, sư phụ ông chạm nhẹ vào ông liền nhập định sâu. Con xin hỏi sư phụ là chúng con có cơ hội để nhập định sâu như vậy không? Còn tùy vào đẳng cấp của mình nữa. Người đó là Yogananda, khác với quý vị. Ông vốn từ cảnh giới cao xuống, dạ, nên chỉ cần chạm nhẹ một chút là được. Hãy tự mình cố gắng, hiểu không? Dạ, cảm ơn sư phụ. Sư phụ của quý vị không cần chạm vào quý vị, hiểu không? Nhìn bà ta, nhớ đến bà ta là được. Bây giờ càng không cần chạm nữa. Ồ, nhưng quý vị thích được chạm. Cảm ơn sư phụ. Lần này con đến được đây là nhờ sư phụ gia trì. Con đã hai lần thấy không có hy vọng rồi. Nhưng khi nhắc đến việc con đi gặp sư phụ, đại sứ quán ở bên đó đồng ý ngay và cho phép con đi. Vậy ạ? Vâng, ban đầu họ nói là mục đích của cô hình như không phải là đi du lịch hả? Và họ từ chối cấp thị thực cho con. Ồ, nói thẳng ra thì họ cho cô đi à. Sau đó con nói tôi đi thăm sư phụ của tôi. Bởi vì quản lý gắt gao nên tôi không dám nói thật. Bây giờ tôi mới nói cho chị biết. Thế rồi cô ta nói, ồ, đi gặp người đó. Con nói đúng, đúng rồi. Và cô ta nói, ồ, được, đi gặp người đó. Chỉ trong vòng hơn một giờ đồng hồ là cô ta đã duyệt cho con. Con rất vui. Bây giờ đại sứ quán và mọi người đều tốt ha. Cả chặng đường, con đều được sư phụ gia trì. Cảm ơn sư phụ rất nhiều. Phải bây giờ càng ngày càng tốt. Hãy cảm ơn chính phủ và đại sứ quán. Cô trở về mang một ít quà cho họ. Nếu có thể gặp họ, nói tao cảm ơn họ đã hiểu. Dạ, con sẽ nói với họ. Được rồi. Nói tôi cảm ơn họ rất nhiều. Ở bên trên còn hỏi nữa à? Được rồi. Được rồi. Chúa ơi, câu hỏi. Rồi nói. Nói tao nghe, cưng. Kính chào sư phụ. Chào. Lần đầu tiên gặp sư phụ con rất vui. Lần đầu à? Sư phụ thật đẹp. Ồ, cảm ơn. Vì con gặp ngài lần đầu, các đồng tu bên đó đi về đều nói sư phụ rất đẹp. Tôi trông còn đẹp hơn nếu nhìn từ xa. Thưa sư phụ, vì đồng tu bên đó không dễ qua đây. Họ nhờ con chuyển lời đến sư phụ là họ rất thương nhớ ngài. Tôi cũng vậy, tôi rất tiếc. Nói với họ là tôi rất tiếc. Nỗ lực tu hành thì sau này mọi chuyện sẽ thay đổi. Cô hả? Được. Con muốn chia sẻ vài điều về loài vật. Được. Con hay đi thăm các chú bò. Có nhiều chú bò trên cánh đồng gần đó. Và đôi lúc con phải để cho gì đó thoát ra. Thoát ra khỏi lòng ngực mình và con khóc nức nở. Mỗi khi con cảm thấy như vậy, thì con đi thăm các chú bò. Và lần nào họ cũng đến sát hàng rào. Nếu con không sao, con chỉ đến thăm và chào họ. Thì họ tiếp tục ăn và chẳng đói hại đến con. Nhưng mỗi khi con cần sự an ủi thì họ đến. Hoặc tình thương thì lần nào họ cũng đến. Ý con là tất cả họ đến, không chỉ một chú đến và sau đó thêm nhiều chú khác. Họ liếm áo khoác của con, áo khoác và găng tay của con. Thật dễ thương.
và họ cũng nói vài điều. Họ nói họ rất biết ơn truyền hình Vô Thượng Sư về những công việc Ngài đang làm, đồng tu chúng ta đang làm. Và đôi khi con thấy một hay hai chú bò khóc, và họ nói không phải họ khóc vì họ biết số mệnh của họ là sẽ phải chết, mà họ khóc cho nhân loại bởi vì con người không biết mình đang làm gì khi ăn họ. Rất tệ cho loài người phải. Và họ cũng tiết lộ với con vài điều về bản thân con, và con chỉ hy vọng, con thực sự chỉ muốn con người nhận biết loài bò là ai, bởi vì họ là tình thương vô điều kiện. Tôi hiểu. Tất cả loài vật đều như vậy, đặc biệt là loài dễ thuần phục và các loài gia cầm, các con vật dễ thương, họ là tình thương vô điều kiện, lòng tốt, và họ thực sự thấy thương hại loài người, những người giết hại họ, quấy nhiễu họ hay làm phiền họ. Họ thực sự thấy thương hại loài người, họ không giận ghét con người vì đã làm tổn thương loài vật. Khi chúng ta làm tổn thương họ, họ cầu nguyện cho chúng ta. Họ tha thứ cho chúng ta và thấy thương hại chúng ta hơn. Vì họ cảm thấy loài người rất vô minh, thật sự không biết mình đang làm gì, nên họ thấy rất thương. Phải, thật tốt là cô có thể nghiệm này, rất sâu sắc. Lối sống mới, cải thiện đời sống, biến đổi tâm hồn, thay cách dinh dưỡng, không còn sát sinh, sống lành mạnh, đầy tình thương. Một vài thực phẩm tiêu biểu, bổ dưỡng không sát sinh theo trọng lượng. Đậu hũ 16% chất đạm. Mì căng 70% chất đạm. Bắp 13% chất đạm. Gạo 8,6% chất đạm. Đậu nành, đậu tây, đậu garbanzo, đậu lăng 10-35% chất đạm. Hạt hạnh nhân, hạt hồ đào, hạt điều, hạt phỉ, hạt thông, v.v. 14-30% chất đạm. Hạt bí đỏ, hạt mè, hạt hướng dương, v.v. 18-24% chất đạm. Thuốc bổ đa sinh tố cũng là một nguồn vitamin, chất khoáng và chống oxy hóa rất tốt. Rau xanh và trái cây có đầy vitamin, chất khoáng và chất chống oxy hóa, và chứa đầy những chất xơ có chất lượng cao giúp tăng cường sức khỏe và tuổi thọ. Lượng cho phép khuyến nghị dùng hàng ngày 50g chất đạm. Đối với người lớn, canxi từ rau xanh dễ hấp thụ hơn từ sữa bò, để giảm thiểu nguy cơ của dịch cúm gia cầm lan tràn khắp thế giới, để tránh hiểm họa của bệnh bò điên và bệnh heo tai xanh, v.v. Để chấm dứt sự sát hại khủng khiếp đang liên tục diễn ra cho hàng tỷ các bạn thú đồng cư hiền lành cũng như những sinh vật biển và chim muông, chuyển sang ăn thuần chay là điều sáng suốt. Ăn thuần chay khỏe mạnh, ăn thuần chay tiết kiệm, ăn thuần chay tốt cho môi sinh, ăn thuần chay từ bi, ăn thuần chay hòa bình cao thượng. Để biết thêm chi tiết và tải miễn phí công thức nấu ăn thuần chay, xin truy cập những trang mạng được liệt kê dưới đây. Hoặc gửi điện thư tới Và con muốn cảm ơn sư phụ đã nhắc nhở con, vì con đã hoàn toàn quên đi mối quan hệ của mình với loài vật. Và dường như lúc nhỏ con đã nói chuyện với họ, nhưng con đã không nhận thức được điều đó, rằng con có xem lại mấy tấm hình cũ mà con chụp lúc nhỏ với loài vật, và con thấy con có giao thông với họ, nhưng con hoàn toàn quên mất. Cô quên mất hả? Vậy nên con chỉ muốn cảm ơn sư phụ đã nhắc nhở con, và thậm chí gần đây còn an ủi con, rằng con không phải bất bình thường. Bởi vì con đã nhiều năm, người ta thường nói rằng con bị hoang tưởng nặng hoặc gì đó. Ngài biết đó, những điều hoang tưởng hoặc con tạo ra thế giới của riêng mình để lẩn trốn. Không, và con chỉ nghĩ có
Vậy nên con cảm ơn sư phụ đã an ủi con. Phải, cô bình thường, nhưng tôi xin lỗi. Cô nói tôi quá bình thường, nhưng có lẽ cả hai chúng ta đều bình thường. Được rồi, cưng, cảm ơn sư phụ. Ngoài nước mắt ra, cô muốn chia sẻ điều gì không? Tôi đang nghe đây. Bây giờ con không nghĩ ra được. Được, lần sau vậy. Anh chàng kia và anh chàng này. Hiểu loài vật là chuyện rất bình thường. Nói chuyện với họ cũng là điều rất bình thường. Tất cả chúng ta nên làm vậy. Chúng ta nên có khả năng làm điều đó. Chỉ là mọi người đều quá bận rộn và quên mất khả năng thần giao cách cảm mà mình sẵn có. Loài vật họ không bao giờ mất đi khả năng đó. Họ không bao giờ mất đi khả năng thần giao cách cảm. Chỉ con người chúng ta mất đi khả năng đó và không thể nghe được họ, điều họ cầu thông với nhau. Đó là lý do mà hầu hết loài vật đều không nói chuyện. Chúng ta nói nhiều mà lại không hiểu nhau. Họ không nói nhưng họ hiểu nhau. Được, vâng. Cảm ơn sư phụ. Con lại nhớ đến hai mẫu chuyện nhỏ. Chúng con có mấy vị đồng tu lớn tuổi. Con cái của họ làm việc ở Bộ Công an. Người làm việc ở ngành công an, bình thường họ đều nói về điều này. Như là đoàn thể chúng ta phát tờ thông tin quảng bá ăn chay. Có một viên chức cấp cao nói với họ là đừng nói rằng làm vậy là phạm pháp. Sau này, nhiều người trên thế giới sẽ ăn chay. Ông ta nói dần dần chúng ta sẽ hiểu. Bởi vì họ cũng thường xem truyền hình Vô Thượng Sư. Họ cũng nắm được một số giáo lý của sư phụ. Thưa sư phụ, con xin hỏi thêm một câu hỏi về loài vật. Một câu hỏi ngắn là, một khi chúng ta cứu được địa cầu, liệu thiên đàng có bổ sung thêm những loài vật đã bị mất đi trong quá trình biến đổi khí hậu không? Hay sẽ có những loài mới tiến hóa để thay thế họ, có thể có mà cũng có thể không? Dạ, cảm ơn sư phụ. Có thể có mà cũng có thể không. Cho dù chúng ta có thể cứu địa cầu, cũng không có nghĩa là cả nhân loại đều xứng đáng. Cứu địa cầu bằng ân điển, hiểu chứ? Nhưng không có nghĩa là chúng ta xứng đáng cho những điều khác, trừ phi tất cả chúng ta thay đổi cách sống của mình. Cảm ơn sư phụ. Không có chi. Tôi cũng mong như vậy. Ít ra loài người sống sót là được rồi. Và dần dần có lẽ các loài mới, nếu họ muốn đến gặp chúng ta, không chỉ thiên đàng mà là những chúng sinh thích đầu thai theo cách này, làm loài vật để giúp hoặc không giúp chúng ta nữa. Bởi vì nếu chúng ta tiếp tục giết hại họ, họ sẽ không muốn đến nữa. Vì họ cảm thấy đến đây họ không giúp được gì. Chỉ tạo thêm nghiệp chướng cho nhân loại vì người ta vẫn tiếp tục giết thêm nữa, chứ không phải họ không muốn đến. Thế nên, loài người chúng ta phải thay đổi. Phải, một số chúng ta. Một số chúng ta phải thay đổi. Tôi cứ nói với đầu gối của mình nhiều năm nay, nhưng tôi vẫn tiếp tục nói. Nhưng cũng có ích. Quý vị đã cố gắng nói với một số người, và tin tức của truyền hình Vô Thượng Sư cũng có ích. Nhưng chúng ta bị áp đảo bởi số đông dân số thế giới. Dù sao, chúng ta cũng thắp sáng một vài ngọn đèn ở những nẻo khác nhau trên địa cầu, và điều này cũng có ích. Như là cả sân bao trùm trong bóng tối, nhưng có 2-3 ngọn đèn thì cũng đủ sáng để bước xung quanh. Tôi rất tiếc rằng chúng ta được sinh ra ở đây, nhưng còn nơi nào khác để chúng ta được sinh ra cơ chứ? Làm người như chúng ta. Chúng ta xứng đáng được ở nơi đây. Nhưng chúng ta đang trở nên tốt hơn và rồi chúng ta sẽ xứng đáng được ở nơi tốt hơn, hiểu không? Thế nên quá trình thanh lọc vẫn tiếp diễn, hiểu không? Thế nên chúng ta luôn đi đến nơi thuộc về mình. Nhưng cả tiềm thức của địa cầu bây giờ đã cao hơn. Bây giờ đã cao hơn, phải. Bây giờ quý vị cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Ít rắc rối hơn, ít thiên tai hơn, ít chiến tranh hơn. Nên đó là những tin vui.
Chúng ta cứ phải nhẫn nại ở bất cứ nơi nào chúng ta sống vậy thôi. Hãy nhẫn nại, cho dù chúng ta ở trong hoàn cảnh không thuận lợi với chính phủ hay gia đình, chúng ta cứ tiếp tục thiền và niệm danh xưng của năm vị giáo chủ, của năm cảnh giới để gia trì bất cứ nơi nào chúng ta đến, và rồi người ta sẽ trở nên tốt hơn. Kính chào sư phụ. Con đến từ Berlin, Đức. Con đang nghĩ không biết nên chia sẻ điều gì tốt từ Berlin với ngài. Chúng con tổ chức hội chợ thuần chay vào tháng 11 vài tháng trước đây. Hội chợ đó rất đông người tham dự. Từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc có rất đông người tham dự, nhiều thanh thiếu niên và trẻ em. Con rất vui vì có nhiều người đang chuyển sang ăn chay. Và họ cũng đã mở một siêu thị thuần chay ở Berlin. Ồ, vậy sao? Dạ, chúng con đã phỏng vấn họ. Và họ nói, họ muốn ở mỗi thành phố lớn của Đức đều có siêu thị thuần chay. Họ nên làm vậy. Rồi các thành phố nhỏ, khắp nơi sẽ thuần chay. Ở Áo cũng bắt đầu một siêu thị. Ở Áo cũng có một siêu thị à. Họ mở vào tháng 9. Ý tôi là tháng 9 năm nay à. Năm nay hay đã mở rồi? Dạ chưa, họ sẽ khai trương vào tháng 9 năm nay. Bây giờ họ mới đang sửa sang mọi thứ. Mới bắt đầu à, rất tốt. Chà, tin vui, tin vui. Có thêm bao nhiêu siêu thị thuần chay? Ở Nam Phi không có cái nào à. Đó là một xu hướng tốt. Tuyệt vời, tôi rất vui. Chúng ta phải thiền nhiều hơn và cầu nguyện nhiều hơn, được chứ? Phải. Và khi mở, họ dự tính khoảng 100 khách hàng mỗi ngày. Nhưng con nghĩ có hơn 1.000 người đến mỗi ngày. Thật tuyệt. Dạ, thế nên phải mọi người mong đợi điều đó. Dạ, thật vậy. Phải được như vậy tốt. Tuyệt vời. Thế nên người ta nên mở thêm siêu thị thuần chay. Nếu việc kinh doanh tốt như vậy, tại sao không? Họ chờ đợi điều gì? Tất cả các siêu thị chuyển sang thuần chay, kiếm thêm nhiều tiền và cho mọi người vui vẻ, cứu địa cầu. Phải, rất tốt. Rồi có lẽ quý vị không muốn mở nhà hàng thuần chay Loven hết nữa. Nói sao nhỉ? Quý vị mở một cửa hàng thực phẩm thuần chay. Chúng ta cũng bán tất cả các mặt hàng. Ý tôi là không cần phải lớn lắm, một cửa hàng nhỏ thôi như cửa hàng thực phẩm vậy, phải không? Phải, và họ mở nhiều tiệm cà phê. Và cũng có nhà hàng thuần chay. Phải, bên trong đó. Chúng rất nhỏ nhưng rất ngon. Phải, phải, tuyệt vời. Tuyệt. Được. Ở Viên, bên cạnh một Loving Heart, đã có một chợ thuần chay rồi. Nó tên là Thế Giới Thuần Chay. Họ bán thực phẩm và... Ở đâu? Ở Áo à? Dạ, ở Viên. Viên. Một nhà hàng Loving Heart đã thuê một cửa hàng ở bên cạnh và họ có một thế giới thuần chay. Của chúng ta à? Dạ vâng, cửa hàng đó là của chúng ta à? Dạ, cậu bé ngoan, cô bé ngoan. Được, sao quý vị không làm vậy? Phải, nếu quý vị làm việc trong văn phòng từ 8 giờ tới 5 giờ chiều thì cũng như đứng ở siêu thị thôi. Từ 5 giờ tới 8 giờ thôi. Có gì khác biệt? Và quý vị thấy mọi người mỉm cười vui vẻ nhìn quý vị, vì rất hiếm khi có một cửa hàng thuần chay như vậy. Họ sẽ rất biết ơn. Được rồi, hãy thay đổi xu hướng. Không làm Loving Heart nữa, mở siêu thị thuần chay. Phải, quý vị có thể chung tiền với nhau. Như bởi vì siêu thị thuần chay, người bình thường cũng có thể vào mua, hiểu không? Dù sao họ cũng mua rau và hoa quả, quý vị lúc nào cũng kiếm được tiền. Họ có thể không muốn ăn ở nhà hàng thuần chay quá thường xuyên, nhưng họ phải mua thực phẩm hàng ngày.
Dù ăn thuần chay hay không, họ cũng đến và rồi quý vị dần dần chuyển hóa họ thành người thuần chay nếu họ không ăn thuần chay. Hãy cung cấp thông tin và mọi thứ cho họ, điều đó tốt. Chúng ta hồng tiền lại tất cả quý vị hay bất cứ quý vị nào muốn mở một cửa hàng thực phẩm nhỏ ở nơi quý vị sống, phải siêu thị thuần chay. Mỗi chủ nhật họ phục vụ điểm tâm cho những người ở nơi đó cả ngày. Vậy à, và mọi người có thể dùng thử và miễn phí à? Dạ không. Không miễn phí nhưng không đắt. Được, ngày chủ nhật hoặc thứ bảy, tốt. Quý vị không phải mở cả tuần, chỉ mở thứ bảy chủ nhật để mọi người có thể đến đưa gia đình hay người yêu đến đó. Như vậy tốt. Và quý vị có thể viết thông báo rằng nếu các bạn đi cả nhóm vừa ăn vừa nắm tay nhau thì sẽ được giảm giá 2% hay gì đó. Một nhóm hai người hay hai người trở lên. Chà, rất tuyệt phải. Bây giờ thì sao? Bây giờ xem này, ai cũng muốn nói thì tôi muốn kết thúc. Được hâm nóng hả? Cảm ơn sư phụ. Còn khi các sư tỷ nói, ở Mông Cổ cũng vậy, họ mở rộng rất nhanh, ngay cả các sư tỷ trẻ tuổi của chúng ta, họ tự mở tiệm cà phê thuần chay. Và họ cũng mở các buổi tiệc xanh. Và điều này đang lan rộng như các buổi tiệc có thể được tổ chức mà không dùng rượu và thuốc lá. Điều này đang dần trở nên phổ biến. Họ còn mời các ca sĩ nổi tiếng đến tham dự tiệc. Họ đang mở rộng thêm và họ thậm chí cũng thích mô hình này. Các nhân viên cấp cao và chính trị gia cũng đến và... rất tốt, rất tốt. Cảm ơn. Lovinhood cũng được mở nhiều ở trung tâm thành phố. Và gần như ở hầu hết các đường phố. Chà, họ đều mở một lô vinh hết. Vào giờ ăn trưa có rất đông người đợi. Rất tốt, chúc mừng. Thậm chí họ cứ đợi đến khi người ta ăn xong, rời khỏi chỗ là họ liền ngồi vào ngay, ăn luôn ở đó và không mang về nữa. Rất tốt, tuyệt vời, tin vui. Tôi thích tất cả những tin khẳng định này. Sao cưng? Chỉ vài tuần trước, con nghĩ là Vinhut đã gửi email tới tất cả các trung tâm thông báo rằng họ sẽ giảm 10-20% nếu mình mua sỉ cho các trung tâm. Thế nên con tự hỏi nếu họ có thể làm như vậy với bên ngoài như siêu thị thuần chay. Họ cũng có thể quảng bá thực phẩm thuần chay với giá rẻ. Chúng ta thậm chí còn chưa mở cái nào. Phải, đối với một số người không thích làm ở nhà hàng, quý vị có thể mở sạp hàng thuần chay, một cửa hàng nhỏ hay một cửa hàng bán rau quả thuần chay và mọi thứ khác, đậu phụ và mọi thứ. Quý vị biết không, trước kia họ bán đậu phụ hay xúc xích thuần chay ở một cửa hàng nhỏ khác như cửa hàng hữu cơ hay cửa hàng thực phẩm lành mạnh. Bây giờ họ thường bán ở siêu thị, thậm chí ở cả các siêu thị không nổi tiếng. Bởi vì tôi đi mua một vài thứ và tôi liên tục bảo cô bán hàng rằng nếu găng tay của cô đã cầm vào thịt rồi thì đừng cầm vào bánh mì của tôi, xin hãy thay găng tay. Cô ta nói không không, tôi thay rồi, con gái tôi cũng ăn thuần chay, tôi biết mà. Rồi cô ta nói với tôi có đậu phụ và xúc xích thuần chay ở đằng kia. Tôi không biết có những thứ này, bởi vì trước kia cửa hàng đó không bán đậu phụ, xúc xích thuần chay và mì căn thuần chay. Bây giờ họ bán trong siêu thị, tại một gian hàng nhỏ. Chí chuỗi siêu thị ở Áo họ đã sản xuất rồi, xúc xích thuần chay và nhiều sản phẩm khác. À, quá tốt. Vậy quý vị hãy mở một số cửa hàng thực phẩm hay gì đó. Phải, ý tôi là làm như một công việc bình thường, vừa kiếm tiền vừa giúp thế giới. Nếu một người không đủ tiền thì có thể cùng nhau góp lại một cửa hàng thực phẩm. Không phải đầu tư quá nhiều, phải không? Đúng không? Nhưng quý vị phải mở ở một nơi người ta cần nó. Đừng mở ở sa mạc Gobi hay gì đó, rồi trách tôi là không có lãi. Được, được. Thưa sư phụ, con đến từ Tampa, Florida.
Con làm việc cho Living Hut ở đó. Đối diện với Living Food Tamba là một nhà hàng mặn. Con chưa bao giờ đi qua đó, nhưng người chủ nhà hàng mặn đó thường kính đáo đến đặt cơm ở cửa hàng chúng con. Một hôm, nhân viên nhà hàng chúng con biết mặt ông ấy nói với chúng con rằng ông ta là chủ nhà hàng mặn. Sau đó con hỏi ông ta sao ông thích ăn ở chỗ chúng con. Ông ta nói, ta nghe người ta nói cơm ở đây ngon, thế nên ông ta thường xuyên đến và mua thức ăn đồ uống. Rồi con hỏi, thế khi nào ông sẽ thêm món chay vào tiệm của mình? Ông ta nói, tôi sẽ thêm vào khi thời điểm đến. Được, thời điểm đến rồi. Nói với ông ta, bây giờ là thời điểm. Con chỉ muốn cảm ơn sư phụ về đợt bế quan này. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài về tất cả. Không có chi, không có chi. Con thương sư phụ, tôi cũng thương quý vị. Thưa sư phụ, con muốn chia sẻ vài điều từ Singapore. Ngài biết nhà lãnh đạo vĩ đại Lý Quang Diệu không ạ? Ồ, sao? Dạ, con gái ông gần đây đã viết một bài báo về thuần chay, về tâm thức của người ăn tạp. Và bài báo này đã tạo xu hướng cho hàng loạt những bài báo khác xuất hiện liên tục 3-4 tuần về chủ nghĩa thuần chay và trường chay, mọi thứ đang tiến triển. Con nghĩ cuối tuần trước họ cũng nói về nước ở đó, như là một cân thịt bò. Bao nhiêu? Ồ, phải. Tiêu thụ 15.000 lít nước, có một bài báo lớn về vấn đề này. Con nghĩ nhận thức về ăn chay cũng đang phát triển ở Singapore. Cảm ơn sư phụ về điều đó. Phải, tốt, tốt. Tôi nhớ ở Singapore, tìm thức ăn chay dễ hơn ở nơi khác. Trước kia, cách đây lâu rồi, họ thậm chí còn nấu mọi thứ trên đường phố. Mì không, không nấu với gì cả. Ồ, phải, chúng ta có thể gọi món đó. Tôi nhớ vậy, tôi nhớ vậy. Ở Singapore thì có ngay trên đường phố, đúng vậy. Mì xào, cơm rang, đậu phụ và đủ thứ. Rất dễ, rất dễ. Đúng vậy, cảm ơn sư phụ. Lâu rồi. Được rồi, còn gì nữa không? Nói về thức ăn. Dạ dày làm phiền tôi rồi. Tôi vẫn chưa ăn gì. À, hôm nay không có nhiều thời gian. Được rồi, đừng nói về thức ăn nữa. Được rồi. Còn gì nữa không? Sao, sao? Không Loving Hut, không đồ ăn, không xúc xích thuần chay, không phó mát thuần chay, không gì cả. Con chia sẻ một điều về chim, một chú chim. Con nhớ một lần trong sân nhà con, có một chú chim nhỏ rơi xuống đó, ướt sũng mà trời vẫn đang mưa. Rồi ông xã con đi ra. Anh ấy nói, ồ nhỏ quá, để ta tìm gì đó em ơi, có một chú chim nhỏ ngoài kia ướt sũng toàn thân run rẩy. Và con nói, anh mang nó vào đây đi, con lấy máy sấy sấy cho khô cho chú, sau đó con nói mình làm sao đây. Khuya rồi, con sợ rằng chú sẽ chết. Rồi cuối cùng con đi ra ngoài, con thấy mẹ chú đang bay tìm kiếm chú, nhưng con không thể để chú ra ngoài bởi vì trời mưa. Và rồi con hướng lên trời, nói với chim mẹ, đừng lo, con của mi ở trong nhà ta rất an toàn. Đợi đến khi trời quang mây tạnh, ta sẽ mang chú ra ngoài, mi có thể đưa chú ra ngoài. Bây giờ trời vẫn còn đang mưa và ngay sau đó chim mẹ bay đi. Sau đó con đặt chú chim vào một cái hộp giấy và để ra bên ngoài. Bởi vì con đã hỏi một sư tỷ, chị ấy nói không được để chú chim đó trong phòng vì không khí không đủ trong lành. Rồi con quyết định đưa chú ra bên ngoài. Nhưng con sợ các con vật nhỏ đến cắn chú. Con không cho chú chút nước và thức ăn nào ư? Con có cho chú nước uống nước và đi mua thức ăn cho chim. Không, nhưng nếu chú quá nhỏ thì quý vị phải nhai. Dạ, và cho một ít bánh mì hay gì đó, đừng cho hạt. Con không biết, con không có kinh nghiệm. Được, được, được rồi, rồi cuối cùng con ra ngoài một lúc. Để thăm chú xem sao. Khi lần đầu tiên con ra thăm chú sợ hãi, căng thẳng và động đậy đôi cánh. Con sợ quá, con nói, ồ đừng sợ. Ta không làm hại mi đâu, ta đến xem mi có an toàn hay không. Rồi dường như chú hiểu con. Sau đó con đi vào, rồi lại trở ra thăm chú. Con thấy chú ngáy khò khò rất to. Một chú chim nhỏ nhưng ngáy, ngáy lớn tiếng. Và rồi chú thấy con. Con không thể tin là chú nhỏ thế mà lại thật sự tin tưởng con người. Chú hiểu, trước đó con đã nói với chú. Chú nhìn con tỏ vẻ cô đấy à, và lại ngủ tiếp. Chú không sợ con nữa.
Trong chú không căng thẳng như lúc trước nữa, con rất phấn khởi, con đi ra và nói với ông xã, anh ra đây ra xem này. Và anh ấy cũng thấy chú chim, anh ấy nói, ô chú ơi, chú tin tưởng chúng ta, con sẽ không bao giờ quên ánh mắt chú lúc đó. Chú thật sự tin tưởng con người, con đã nói rằng, được rồi, nói kết cục đi, kết cục, hôm khác. Chim mẹ đến, không, buổi sáng chúng con ra ngoài thăm chú. Chú đã đi rồi, được. Rồi, con thấy chim mẹ đi rồi, ý tôi nói là bằng cách nào, chú đi về nhà, mẹ chú mang chú về nhà. Cô có chắc không, con nghĩ vậy, vì con thấy chim mẹ kêu, và hai chú chim chơi trên cây. Con thấy có vẻ giống chú chim đó, và dường như tôi an toàn, tôi xinh đẹp, rồi họ ca hát cho con nghe ở đó. Buổi sáng, con rất vui rằng mình đã làm như vậy. Con nghĩ nếu rằng con người hiểu chim, có thể nói chuyện với họ, họ hiểu, phải, họ hiểu, họ sẽ an bình hơn đối với con người. Khi tôi ở bên cạnh những chú thiên nga cũng vậy, thiên nga mẹ kiểu như bảo vệ trứng. Cô nàng bị gì đó mắc ở đây, cành cây mắc ở cổ cô nàng, và tôi cố gắng dùng ô gỡ ra cho cô nàng, nhưng cô nàng sợ, cô nàng nghĩ bởi vì tôi cầm cái ô, nên cô nàng gọi anh chồng lại, rồi sai chạy như bay tới chỗ tôi, dáng điệu rất hung hăng. Tôi nói không, không phải, sai, ta chỉ muốn giúp thôi, ta chỉ muốn giúp thôi. Và ngay lập tức anh chàng ngừng lại, họ dịu xuống à, phải. Rồi anh chàng lập tức trở lại nước. Anh chàng thậm chí không ở lại và giải thích cho vợ mình, hoặc có lẽ đã giải thích rồi. Còn rất biết ơn sư phụ đã dạy dỗ chúng con yêu thương mọi người và các sinh vật khác. Phải, nếu quý vị nói với họ, họ sẽ hiểu. Phải, chính chúng ta vô minh, không hiểu ngôn ngữ của họ, họ hiểu tất cả ngôn ngữ của chúng ta, tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Đức và mọi ngôn ngữ khác. Chúng ta nên thực sự cảm thấy mình nhỏ bé và hổ thẹn rằng chúng ta là một chủng tộc vô minh, chúng ta quá bận rộn làm việc và có nhà lớn, xe động cơ mạnh, máy vi tính lớn. Chúng ta quên rằng chúng ta rất, rất quyền năng, rất mạnh mẽ và rất thiện lành. Phải, cảm ơn sư phụ, không có chi. Được rồi, vậy thôi. Bây giờ chúng ta làm việc khác nhé.